thì các bạn cũng giúp mình comment luôn nhé ấy nhắc lại cái từ vực đấy bởi vì mình sẽ tập trung vào cái việc đọc và tất tất nhiên là mình có tương tác với mọi người nhưng mà mình sẽ hầu như là 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 nhìn vào cái phần sách thôi chứ còn ít khi mà mình có thể nhìn tổng quan hết toàn bộ cái khung chat lắm ok bắt đầu nha nhớ nhớ giúp mình thả tim nhá để cho cái tương tác nó tăng à, hôm qua mình đang dừng lại ở cái chỗ chỗ nào nhỉ Uh, mình nhớ không nhầm thì nó đang ở chỗ Đây, đấy, ok Front door nha, tức là ông Dượng Vernon ấy Ông chuẩn bị đi rồi, ông chuẩn bị đi để đón Cái bà gì Marge Uncle Vernon was pulling on his car coat Ông Dượng, ông ấy đang mặc vào Cái áo, gọi là áo đi ô tô Của ông ấy, bởi vì cái coat Thì đó là cái áo choàng và cái car đúng không Car coat, cái áo đi uh, um, Cái áo mặc vào Để mà đi ô tô, đi bên ngoài anh ở đâu đúng không? Ở đâu á? <laughs> Vị trí mới của mình đó là Hồ Chí Minh <laughs> um, Ok, nào I'm not taking you Không, tao không có đưa mày đi He snarled as he turned to see Harry watching him Snarled thì tức là, à, cái ông dựa, ông ấy gầm gừ lên Đấy, ông ấy gọi là, à, ông ấy nhăn nhó đúng không, ông gầm gừ lên với lại Harry Khi mà ông ấy quay ra để mà thấy rằng Harry đang nhìn ông ấy Cái từ watching ở đây á, nó đang là mệnh đề quan hệ rút gọn của Harry có lưu video trên YouTube em ạ. Like I wanted to come cứ làm như kiểu là cháu muốn đi lắm ấy. Cái từ like khi mà nó kết hợp với lại một cái vế câu ở đằng sau nhá thì tức là à nó đang có một cái chi tiết nhạo báng như kiểu là tôi thèm lắm ấy đúng không? Như kiểu là tôi muốn đi lắm ấy. Uh, Set Harry coldly Harry nói một cách nó coldly tức là một cách rất là lạnh lùng, Cold, lạnh đúng không? Uh, I want to ask you something. Cháu chỉ có muốn hỏi chú muốn hỏi dựa cái điều này thôi. Uhm. Uncle Vernon eyed him suspiciously. Cái từ eye, mọi người thấy là cái bình thường nó là cái con mắt Nhưng ở dạng động từ thì nó có nghĩa là à, nhìn chằm chằm Harry một cách vô cùng là ngờ vực. Một cách nó um, gọi là hoài nghi. Bởi vì chúng ta sẽ có từ suspicious là tính từ nhá, nghi hoặc hoài nghi. Đấy, và đây là đuôi ly bổ nghĩa cho động từ ai. Uh, third years at Hawk at my school are allowed to visit the village sometimes, said Harry. Những cái học sinh năm ba ở Hawk À đang định nói ra cái từ Hogwarts đúng không Nhưng mà biết rằng là à, cái cái nhà cái nhà Dursley thì không có muốn nghe về cái tên của cái ngôi trường Hogwarts Thế cho nên là chuyển luôn at my school Những học những học sinh năm 3 ở trường, ở trường của cháu thì được cho phép là tới thăm cái ngôi làng Sometimes uh, đôi khi đúng không thi thoảng thì được tới thăm Harry nói vậy này cái thứ này ấy, thì đó là là câu trần thuật nhá, tức là nó đảo lại đấy, nó dùng để mà um, diễn giải cái lời nói. So. Vậy thì làm sao? Snap uh, snap Uncle Vernon. Ông Vernon, ông ấy gắt lên. Cái từ snap ở đây mình giải thích phải đến gọi là mấy ngày rồi đúng không là nó nó có nghĩa là kiểu mình ngắt lời, mình gắt lên. Đấy mình gắt lên, mình tức giận, mình gắt lên với người ta. Taking his car keys from a hook next to the door. Lấy cái chìa khóa ô tô từ một cái móc treo bên cạnh cái cửa chính. Đấy, bên cạnh cái cửa gọi là đi ra ngoài. Cái hốc nhá, cái hốc thì uh, nó là cái móc câu ấy, nhưng mà chúng ta nên hiểu trong cái văn cảnh này đó là cái móc treo tường. Ừ. Ơ, à, nhưng mà từ, từ từ nhá, mình có một cái cụm khá là hay mình muốn dạy cho mọi người đó là à be hooked on something. on something. Nếu mà chúng ta gọi là be hooked on something tức là chúng ta bị cuốn vào một thứ gì đó, thích thú cái đấy và không có không có rời được đấy thì nó gọi là hooked on something đó là một cái cụm vô cùng hay nhá ví dụ bây giờ mình thích uh, cái chương trình uh, ai là triệu phú thì tức là mình có thể bảo rằng am hooked on cái đấy đúng không hoặc là I've been hooked on cái đấy uh, giống như kiểu một cái con cá nó bị mắc vào một cái móc uh, nó không thoát ra được nhá be hooked on something một cụm rất hay i need to sign uh, i need you to sign the permission form cháu cần dựng phải ký vào cái đơn cho phép này cái đơn cho phép bởi vì mình có từ permission tức là sự cho phép và form tức là cái biểu mẫu, cái đơn để mà chúng ta điền thông tin vào. Sign tức là ký. Danh từ thì nó là tín hiệu nhưng ở dạng động từ thì tức là ký vào đâu đó thôi. Set Harry in a rush. Harry nói trong một cái sự vội vã. Rush ở đây là cái sự uh, nó gọi là không có nhiều thời gian đấy, bởi vì ông dượng ông cũng đã sắp sửa đi rồi. And why should I do that? Ơ thế thì tại sao ta phải làm vậy? tại sao tao lại phải gọi là tại sao tao nên làm cái điều đấy đúng không? Why should, should I do that? Sneer Uncle Vernon. Ông Vernon ông ấy gọi là sneer, sneer là cái từ ý của nó có nghĩa là kiểu nhìn chằm chằm một cách khinh bỉ hoặc là thứ hai đó là nhếch mép một cái thì nó gọi là sneer. Đó. Uh, ok thì ở đây mình nghĩ rằng là ông ấy đang nhìn một cách khinh bỉ. Nhá, ông ấy nhìn một cách khinh bỉ. Well, said Harry choosing his words carefully. Um, Harry đang 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 lấy hơi, đúng không? đang gọi là đang trần trừ và cố gắng suy nghĩ trong đầu chọn cái lời nói cho nó cẩn thận. Choosing his words ở đây ấy, cái words nó không phải là từ vựng đâu, đó là lời lời nói. Đó và cố gắng gọi là cẩn thận đúng không? Carefully. Đuôi ly bổ nghĩa cho động từ choose. It'll be hard work pretending to on March. I từ từ. It'll be hard work. Pretending to on March, I go to that St. Thì ý của Harry ấy đang muốn nói rằng là nó sẽ là rất là khó khăn, nó sẽ là rất là nhiều những cái công sức để mà giả vờ với lại gì March là cháu đi đến cái ngôi trường cái, cái What'sis ở đây. Đấy, thì để mà đánh gọi là đánh lừa cái bà gì ấy thì ông Dượng Vernon ông ấy còn bảo rằng là Harry không có đi học ở trường Hogwarts mà đi học ở một cái trường sên cái gì gì đó cho những cái cái cái, cái uh, uh, những cái em bé tội phạm đấy thì đó là một cái ngôi trường mà ông ấy bịa ra nhà ông ấy bảo rằng là đi học ở trường này bởi vì Harry là một cái tội phạm vị thành niên thế cho nên là phải gửi đến cái trường đó đấy thế thì bây giờ Harry đang cần phải giả vờ đúng không và đấy Harry đang dùng cái điều đó để mà lợi dụng khiến cho cái ông dượng ông ấy ký vào cái đơn đấy để mà có thể đi đến cái ngôi làng pretend nhé. pretend là giả vờ. Đấy giả vờ. Uh, Saint Brutus Secure Center for Incurably Criminal Boys. Đó là cái ngôi trường nó có tên là Saint. ST ở đây là viết tắt cho từ Saint là thánh đó. Đấy, thánh Brutus. Và đó là cái Secure Center. Center là trung tâm, secure là bảo hộ, là an toàn. Vậy thì đây là trung tâm bảo hộ cho những cái cậu bé tội phạm mà không thể nào cứu gọi là không thể nào cứu vãn được nữa đấy tức là đã quá hư rồi đúng không à, chúng ta hôm qua mình có giải thích đó là criminal boys những cái đứa trẻ vị thành niên uh, phạm tội và tiếp theo cure có chữ e nữa nhá, thì đó là chữa trị và incurable là không thể nào chữa trị vậy thì đây có đuôi ly bổ nghĩa cho tính từ criminal thôi tức là mắc tội một cách không thể nào cứu vãn được nữa rồi Uh, Bello Uncle Vernon, cái từ Bello thì đó là cái con bò nó giống lên, tức là ông ông dượng đúng không? Ông ấy gào lên, ông ấy giống lên như vậy. And Harry was pleased to hear the def, definite note of panic in Uncle Vernon's voice. Và Harry cảm thấy rất là hài lòng khi mà nghe thấy một cái tín hiệu hoảng loạn trong cái giọng nói của ông Vernon, của ông dượng. Cái definite note thì definite là rõ ràng, là một thứ gì nó mà nó 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 mình nhìn nhận ra nó vô cùng là dễ nhé definite là rõ ràng và note ở đây không phải là một cái ghi chú mà đó là một cái tín hiệu đó một cái một cái một cái hint nhé một cái hint uh, cái hint có thể hiểu trong cái tiếng việt ý của nó có nghĩa là một cái dấu hiệu nhé một cái dấu hiệu panic thì đó có nghĩa là cái sự hoảng loạn à, một cái note một cái tín hiệu vô cùng là hoảng loạn trong cái giọng nói của ông Vernon Ok, exactly, said Harry. Đúng rồi, cái ngôi trường mà Dượng vừa mới nói đấy. Looking calmly up to un... uh, looking calmly up into Uncle Vernon's large purple face. Nhìn một cách nó vô cùng là điềm tĩnh vào cái khuôn mặt của ông Vernon, cái khuôn mặt rất là to lớn và đang gọi là tím lên nhá, giận tím người. Bởi vì mình có từ purple là màu tím này và ở đây có nghĩa là large đúng không? Và purple face, cái khuôn mặt rất là to lớn, béo và đang giận tím người Calmly tức là đuôi ly bổ nghĩa cho động từ Nhìn một cách nó vô cùng là điềm tĩnh Một cách bình tĩnh It's a lot to remember I'll have to make it uh, I'll have to make it sound convincing when I Nó sẽ là rất là nhiều điều để mà phải nhớ um, Cháu sẽ phải làm cho cái câu nói của cháu Nó nghe có vẻ thuyết phục Đúng không? Đấy thì đây chính là nó là 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 cái câu uh, hỏi đuôi Nhà câu hỏi đuôi thì thường ấy, mình sẽ có một cái vế ở đằng trước và sau đó mình đảo ngược cái tính phủ định, cái tính khẳng định của nó ở cái phần đuôi. Thế thì đấy nó gọi là câu hỏi đuôi. Và thường thì khi hiểu trong tiếng Việt thì nó có nghĩa là cái chữ đúng không? Đúng không? Đấy, I have to make it sound convincing. Now, make something cộng với lại một cái động từ thì tức là à khiến cho cái thứ đấy trở thành một cái hành động đằng sau. Tức là cái hành động đấy là cái kết quả của cái việc make đó, và từ sound ở đây nó không phải là âm thanh, nó có nghĩa là nghe có vẻ Nha, nghe có vẻ Nó là động từ đấy Convincing Convince là thuyết phục và convincing, uh, convincing có nghĩa là kiểu nghe nó đáng thuyết phục Cái điều đấy nó có thể gọi là Xoay chuyển được cái 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 cái, cái nhận thức của chúng ta Thì đấy, nó gọi là convincing uhm. Nghe có vẻ thuyết phục What if I accidentally let something slip? Oh! điều gì sẽ xảy ra nếu như mà vô tình cháu để lộ một cái điều gì đó cháu vô tình buột miệng đúng không để lộ một cái điều gì đó thì sao let something slip slip là cái từ nó gọi là trượt nhá mình, mình 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 đang đi đúng không mình vấp một cái mình trượt xuống thì đấy là mình slip slip và ý của nó này let something slip vô tình để lộ buột miệng nói một cái thứ gì đó ra thì đấy vô tình để lộ một thứ gì đó tại sao lại có từ vô tình bởi vì accidentally đúng không vì accident thì nó có nghĩa là tai nạn và đây là trạng từ đấy, một cách vô tình một cách tai nạn you get the you get the stuffing knocked out of you won't you mày sẽ bị đánh gọi là đánh uh, mày sẽ bị đánh làm sao nhỉ? đánh 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 tơi bời đúng không mày sẽ bị đánh tơi bời đúng không uh, tại sao chỗ này chúng ta lại có từ stuffing bởi vì stuff stuff thì nó là đồ đạc nhưng mà trong cái hướng về động từ ấy, thì nó có nghĩa là nhồi nhét ở bên trong, nó nhồi vào bên trong. vậy thì stuffing ở đây chính là cái thứ ở bên trong. đấy những cái gọi là lục phủ ngũ tạng đấy, chúng ta có thể hiểu là những thứ nó nằm ở bên trong nhé. và get the stuffing knocked out of you, knock thì nó có nghĩa là đánh, đúng không vậy thì đánh lòi ruột ra, đánh đánh tơi bời ra còn gì nữa? đó, get the stuffing knocked out of you, Nha. ý của nó là như vậy. Uh, raw Uncle Vernon advancing on Harry with his fist raised Raw thì nó có nghĩa là cái từ con hổ nó gầm lên Vậy thì đây tức là ông dượng Cái ông dượng Vernon ấy, ông ấy gắt lên Ông ấy gầm lên Ông ấy tiến, ông ấy tiến dần đến Ông ấy đi lại gần Harry với cái nắm đấm của ông ấy đang dơ lên Nào chúng ta sẽ có advance Advance bình thường nó là tiến bộ ấy nhưng mà ở dạng động từ thì nó có nghĩa là à cái hình hình thức chúng ta cứ thế chúng ta tiến gần đến một cái thứ gì đó và đây advance on somebody nhá à tiến gần đến đúng không uy hiếp một ai đó với cái nắm đấm của ông ấy cái fist ở đây là cái nắm đấm này raise raise là cái từ chúng ta dơ nó lên chúng ta nâng nó lên thì nó gọi là raise ok but harry stood his ground nhưng mà harry thì cứ đứng vững thôi cứ đứng đấy đã không hề có lùi bước đúng không stood his ground nó có hai nghĩa một đó là nghĩa đen cái ground cái ground nó chính là cái mặt đất và cứ thế đứng đứng yên ở đấy đứng vững ở đấy thứ hai đó là nó nói về cái việc cãi vã khi mà chúng ta cứ giữ chúng ta bảo vệ cái quan điểm của mình chúng ta giữ nguyên cái quan điểm của mình không có thay đổi thì đấy nó gọi là stand somebody's ground nhá đó nó có hai nghĩa một là nghĩa đen hai là nghĩa bóng vậy thì đây trong văn cảnh này nó đang dùng ở dạng nghĩa đen đấy cứ đứng vững cứ đứng thế thôi không có lùi bước knocking the stuffing out of the... các bạn có cái từ nào hay ho nhá cảm thấy là tôi thú vị ấy thì có thể giúp mình nốt lại cái từ đấy trên cái khung chat nhá, vừa mới dậy xong, vừa mới dậy xong hơi bị um, khản cổ một tí. <laughs> nào, Knock, uh, knocking the stuffing out of me won't make on march forget what i could tell her, he said grimly Đánh đánh tơi bời đúng không, đánh uh, đánh cháu tơi bời ấy, nó không có khiến cho gì march quên đi những thứ gì mà cháu có thể nói với gì ấy Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có là vừa nãy mình nói rồi đúng không? Từ stuffing chính là những thứ ở bên trong, nó được nhồi nhất ở phía bên trong Đấy, nó sẽ không khiến cho bà on, bà 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 gì, bà gì March bà quên đi cái thứ mà cháu có thể nói với, nói với lại bà đấy Đó, he said grimly, thì cái từ grim á, thường nó nói về thần chết Và nếu mà một cái hành động nó được diễn tả là grimly thì tức là à nhìn nó tối nó đang rất là tối tăm cái khuôn mặt của nó tối lại à, có một cái âm mưu đúng không có một cái sự nó gọi là là, tĩnh lặng ừ, thì đấy nó gọi là grimly nhá cái vẻ mặt của nó đang tối nhá, cái vẻ mặt của nó đang tối lại uncle vernon stopped his fist still raised his face an ugly an ugly pills ông dượng vernon ông ấy dừng lại cái nắm đấm của ông ấy thì vẫn dơ lên chúng ta vừa giải nghĩa từ này rồi đúng không không phải grimly ở đây là dứt khoát đâu nếu mà dịch ra là dứt khoát thì cũng được, nhưng mà ý của nó ấy là nó đang tối tăm. Cứ nhớ này, Grim là thần chết. Đây là liên quan đến cái chết. Vậy thì ý của nó có nghĩa là à, cái mặt của nó đúng không? Đang có một cái âm mưu. Đấy, ý của nó mặt nó đang tối lại. Chúng ta đọc Conan ấy thì mọi người thấy là các cái những cái kẻ khả nghi đúng không? Thường nó sẽ có vẽ cái khuôn mặt nó có cái bóng tối, nó có cái nét tối tối ở đấy. Đấy thì Grimly ở đây là nên hiểu là văn cảnh như vậy. Mặt nó tối lại. Tiếp theo His face and ugly pills Thì pills Pills Tức là cái khuôn mặt của ông Dượng Của ông Dượng non nó biến thành một cái pills Nó rất là xấu xí nhá Nó biến thành uh, một cái thứ gì đó Nó rất là xấu xí Thì pills này Từ từ bây giờ mình check cái từ không Nó có nó có nhiều nghĩa đấy Đừng có nghĩ rằng là nó chỉ có một nghĩa nhé Đây này Đầu tiên nó very serious Có nghĩa là vô cùng là nghiêm túc Thứ hai là gloomy Gloom là cái trạng thái mà nó không có hy vọng Vậy thì đây là gloomy nói Nói giống như kiểu là nhà có đám tang Depressing đúng không? Tuyệt vọng Tiếp theo đó là in an unrelenting manner Tức là theo một cái một cái cách thức Một cái dáng vẻ mà nó không có chùn bước Đây nó có hai nghĩa nhá Vậy thì ở đây ừ, mình có thể hiểu là à Nói một cách quả quyết Đúng không? Có hai nghĩa Một là trong cái trường hợp mà chúng ta dùng với văn cảnh Mà mình cảm giác là nó hơi tuyệt vọng hai đó là mình quả quyết ừ. rồi uh, pills mình đang nói là cái từ pills này mình cũng không rõ nó là cái gì vậy thì ý của nó nó có nghĩa là một cái màu cánh rán đấy một cái màu cánh rán mọi người vậy thì đây tức là cái khuôn mặt của ông ấy đã biến thành một cái màu cánh dán rồi vừa nãy là giận tím người vừa nãy nó chỉ là tím thôi đúng không tím tái mặt mày bây giờ nó đã biến thành cái màu nâu rồi tức là đang rất là giận dữ rồi but if you sign my permission form Harry Harry went on quickly. I swear I remember where I'm supposed to go to school and uh I'll act like a muck, like I'm, like I'm normal and everything. Nhưng nếu như mà dựa ký vào cái đơn cho phép này. Đây, chúng ta sẽ có là cái permission form mình có giải thích rồi đúng không? Cái đơn cho phép này. Harry tiếp tục nói một cách rất là nhanh. Cái từ go on ở đây nhá, tức là tiếp tục thôi, đúng không? Cứ thế nói. Thì uh, cháu thề cháu thề rằng là cháu sẽ nhớ cái nơi mà cháu cái, cái, cái tên của cái ngôi trường mà cháu gọi là đáng lẽ ra phải đi, đi đến cháu sẽ nhớ về cái ngôi trường đấy đúng không à, bây giờ tức là dượng và dì đang bịa ra một cái câu chuyện là harry đến học ở cái ngôi trường này và harry đang uy hiếp bảo rằng nếu mà ký nếu mà ký cho cho cháu một chữ ký thì cháu hứa cháu thề rằng là cháu sẽ gọi là đi theo đúng cái kịch bản mà dượng với dì bày ra Đó where I'm supposed to go to school Cái cấu trúc này Supposed to do something Ý của nó có nghĩa là à theo một cái trạng thái vốn có Theo một cái dĩ nhiên Theo một trạng thái hiển nhiên Là nó làm gì, làm cái hành động gì ừ. Rồi nhớ Cháu sẽ nhớ Cháu sẽ nhớ nơi mà cháu đáng lẽ ra phải đi học đúng không And I'll act like a muggle Và cái từ act Nó có nghĩa là cư xử Hành vi Đấy, cư xử như là một cái kẻ gọi là một cái người thường dân đúng không? Một cái người không biết pháp thuật. Nó đang định nói cái từ mất Nhưng mà bởi vì biết là ông Dượng ông sẽ rất là giận. Thế cho nên là như là cháu là bình thường. Đấy, cháu sẽ cư xử như cháu là bình thường đúng không? Và everything, thì and everything ở đây có nghĩa là mọi thứ nó đều bình thường. Đấy, mọi thứ nó như là một người không biết pháp thuật. Harry could tell that Uncle Vernon was thinking, uh, was thinking it over. Harry, có thể nhận ra rằng là ông Dượng Vernon ông ấy đang nghĩ suy nghĩ cân nhắc cái việc đấy think something over nhá thì nó có nghĩa là suy nghĩ cân nhắc thôi và theo ở đây không phải là nói đâu đây không phải là nói chuyện mà nó có nghĩa là kiểu có thể nhận ra nhá có thể nhìn cái dáng vẻ nhìn cái gương mặt uh, nhìn cái gương mặt và chúng ta nhận ra nhá theo nó là như vậy có thể theo này rằng ông Vernon đúng không ông ấy đang nghĩ về cái điều đó mm. even if his teeth was bare Uh, sorry, even if his teeth were bared and a vein was throbbing in his temple. Kể cả khi mà cái hàm răng của ông ấy thì đang nhe ra. Đấy, đúng rồi, đọc vị, đúng rồi, đọc vị đúng không? Cái từ bare thì bình thường nó có nghĩa là một thứ gì mà nó không có cái lớp bọc bên ngoài. Và nếu ở dạng động từ thì nó có nghĩa là kiểu mình mình dơ nó ra. Đấy, mình nhe nó ra, đúng không? Vậy thì đây, cái hàm răng này, nó đang nhe ra. Đấy. và một cái vein tức là một cái mạch máu thì nó đang đập thình thịch ở trên chán của ông ấy là cái temple nhá thì đó là cái chán đúng không cái 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 vầng thái dương throb thì đó là hành động một throb thì đó là một cái hành động của cái quả tim này của mạch máu này mà nó cứ thế nó đập 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 liên tục thì nó gọi là throb đó mà vein đúng không vein thì đó là mạch máu rồi ok right he snapped finally được rồi, ông ta gắt lên, kiểu cuối cùng thì ông ta gắt lên. Ừ. Cái từ snap thì mình đã dịch ra cho mọi người rất là nhiều nhiều hôm rồi, đó là cái từ gắt lên thôi đúng không? Mình giận dữ, mình giật dữ, mình giận dữ thế là mình tăng cái âm lượng của mình lên. I shall monitor your behavior carefully during majors. Uh, during majors visit. Được rồi, tao sẽ monitor. Monitor là cái màn hình, nhưng ở dạng động từ thì nó có nghĩa là kiểu như theo dõi. Đấy, kiểu như là mình giám sát cái hành vi của mày vô cùng là cẩn thận trong khi cái cái lần đến thăm của Remorch đúng không? Tao sẽ tao sẽ gọi là tao sẽ quan sát mày. Đấy, tao sẽ giám sát mày. Nhớ nhá, cái từ monitor ấy nó rất là hay. Đây, đó là quan sát đúng không? Là giám sát. Nó nó bằng với một cái từ khá là học thuật đó là supervise, supervise. Nhá, supervise, đây cái từ này này. Supervise đó thì nó gọi là giám sát rồi, uh, your behavior, cái hành vi đúng không? Behavior carefully during Marge's visit. If at the end of it, nếu nếu này, at the end of it có nghĩa là kiểu ở uh, cái thời điểm cuối cùng của cái buổi đến thăm của cái gọi là chuỗi ngày đến thăm của cái bà gì Marge. You've told the line and kept to the story outside your ready form. Mày đúng không? Nếu mà đến cái cuối buổi ấy, đến cuối cái kỳ nghỉ đấy cuối cái ngày cái kỳ nghỉ lễ đấy mày vẫn tiếp tục tuân theo cái quy tắc đúng không mình mình vẫn gọi là nghe theo những cái quy tắc này và đúng theo cái cốt truyện mà chúng ta đã bày ra thì tao sẽ ký vào cái đơn chết tiệt của mày cái từ ready ở đây ấy, thì đó là cái cái từ chửi thề ở trong tiếng tiếng anh anh nhá ready nó giống như kiểu là fucking ấy thì đấy ý của nó có nghĩa là cái cái đơn chết tiệt của mày tại sao chỗ này nó gọi là throw the line Line chính là một đường và thâu chính là cái ngón chân. Ý của nó nhé, bây giờ mình có một cái một cái ranh giới và mình chỉ có đến cái ranh giới đấy thôi. Cái ngón chân của mình chỉ có đến cái ranh giới đấy chứ không bao giờ bước qua cái ranh giới đó. Đấy, vậy thì ở đây có nghĩa là à tuân theo luật. Được không? Tuân theo luật đúng với lại cái hành vi của mình. Không có vượt qua nó đúng không? Không có phá luật, không có bày phá bất cứ một thứ gì cả. Toe the line, một cái thành ngữ rất hay. Tiếp theo, kept to the story tức là à, vẫn đi theo cái câu chuyện đấy đúng không? Ừ. Rồi. Uh, he wheeled around, pulled open the front door and slammed it and slammed it so hard that one of the one of the little panes of glass at the top fell out. Ý của nó là keep thôi, keep to the story ấy. Ý của nó có nghĩa là vẫn đi theo cái câu chuyện đấy, cái cốt truyện mà cái cái kịch bản, cái kịch bản mà ông dượng với bà gì đã vẽ ra cho Harry ấy. Now he wheeled around. Uh wheel là cái bánh xe. Ở dạng động từ thì nó có nghĩa là ông ta quay lại. Ông ta quay lại. Pulled, over, uh, pulled open the front door mở gọi là kéo mở cái cánh cửa chính ra đúng không? Tại sao lại có từ open là một tính từ bổ nghĩa cho một động từ? Đấy là bổ nghĩa về mặt kết quả nhá, bổ nghĩa về mặt kết quả. Còn nếu mà tính từ Còn nếu mà trạng từ mà bổ nghĩa cho hành động thì đó là bổ nghĩa về sắc thái. Đấy, chúng ta nên hiểu bản chất đúng không? Tính từ này, bổ nghĩa cho động từ Thì tức là bổ nghĩa về mặt kết quả Đó Rồi tiếp theo này uh, Pulled open, kéo để cho nó mở ra đúng không? Slammed it Slammed it so hard that one of the little panes of glass At the top fell out Slam, slam là cái hành động mà đóng sầm Đóng sầm cái cánh cửa lại Rất là mạnh Đến cái nỗi mà một trong những cái ô cửa nhỏ uh, Một trong những cái ô cửa kính nhỏ Thì nó rơi ra <laughs> ông đóng <laughs> cái thằng cha này nó đóng rất là mạnh đúng không kiểu kiểu thế cái từ pane này này thì đó là cái ô cửa nhá cái ô cửa vào đây pane the glass đó, đó là cái ô kính đúng không at the top tức là ở phía bên trên cùng thì nó rơi xuống Harry didn't return to the kitchen Harry không có quay trở về cái căn bếp cái phòng phòng ăn uh, return thì chắc là chúng ta hiểu rồi đúng không quay trở về thôi he went back upstairs to his bedroom cậu ấy đi lên tầng về cái phòng ngủ của mình cái bắt uh, gọi là went back upstairs đi trở lại đúng không lên cầu thang để mà đến được cái phòng ngủ của mình if he was going to act like a real muggle he better start now nếu mà cậu ấy sẽ phải cư xử như là một cái người không có biết pháp thuật đấy, thì tốt hơn hết là cậu ta nên bắt đầu từ bây giờ cái chỗ này hôm qua mình cũng giải thích rồi đúng không ý của nó có nghĩa là kiểu had better nó đây, đây 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 mình 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 viết cụ thể ra ý của nó nhé nó đang viết tắt cho cái từ had better đó tốt hơn hết do something đúng không tốt hơn hết là làm cái gì đó đi đấy start now bắt đầu từ bây giờ slowly and sadly he gathered up all his presents and his birthday cards and hid them under the loose floorboard with his homework thì ở đây ý của nó có nghĩa là slowly and sadly chậm rãi và vô cùng là buồn bã cậu ta gom hết cậu ta thu thập hết tất cả những cái món quà của mình lại cái từ gather bình thường nó có nghĩa là co cụ đúng không kiểu mọi người tập trung lại ấy. thì bây giờ chúng ta nên hiểu là à cậu ta thu thu tất cả những cái món quà của mình lại và cũng như là cái birthday cards những cái tấm tấm thiệp những cái tấm thiệp chúc mừng giáng sinh và sau đó thì hit them under the uh, hit them under the the loose floorboard floorboard thì đó là cái tấm cái, cái nền nhà nó được gỗ các cái mảnh gỗ nó được, nó xếp lại với nhau và một cái mảnh đúng không một cái miếng gỗ thì nó gọi là cái floorboard đó và loose loose là lỏng lẻo là không có không không có được lắp chặt đấy vì vậy cho nên đây chính là cái tấm gỗ mà nó đã rời ra đó cái tấm gỗ nó đã rời ra và từ hit đó là cái quá khứ từ hide đúng không giấu những cái món quà cũng như là cái tấm thiệp sinh nhật dưới cái tấm gỗ đấy Cùng với đó là cái bài tập về nhà của mình Then he went to Hedwig's cage Sau đó thì cậu ta đi đến cái lồng cú của con con Hedwig Đấy, sau đó thì đi đến cái lồng cú của của cái con Hedwig nhá Arrow seemed to have recovered Cái con cú Arrow, cái con, cây con cú mà nó gửi quà cho Harry từ Ron ấy Thì có vẻ rằng là nó đã hồi phục, nó đã bình phục rồi Recover, tức là bình phục lại Đấy, bởi vì là trước khi mà đến đưa được quà cho Harry thì con này nó nó đã bị ngất đấy nó mệt quá rồi nó già quá rồi ấy, thế cho nên nó bị ngất ừ. ô nhưng mà từ từ nhá cage thì đúng là cái lồng đó nhưng mà nếu mà bây giờ này mình cảm giác bây giờ mình có một cái cảm giác như này feel caged đó có thể đi từ up nữa rồi nếu mà mình cảm giác như thế này thì tức là cảm giác như thế nào mọi người cứ hình dung cho mình cage là cái lồng đấy thì đây là cái cảm giác gì cảm giác gì của mình <laughs> cảm giác uh, gò bó đúng rồi đấy, kiểu thế tù túng đúng không? Cảm giác như kiểu là tù, mình 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 không được tự do. Hay ví dụ như bây giờ. Bố mẹ em gọi là bắt em phải đi theo một cái quyết định này Mà mình không hề có bất cứ một cái gọi là tiếng nói nào ở trong đó Đây nhá You do not have a say in that decision You do not have a say in that decision Không hề có bất cứ một cái tiếng nói nào Trong cái quyết định đấy đúng không Thì tức là chúng ta lúc đấy có thể bảo là feel caged up ở đây Cảm giác nó rất là bí bách, tù túng, ngột ngạt Đấy mình bị kiểm soát quá đúng không have a say in something đó là có một cái tiếng nói ở trong trong cái gì đó cấu trúc khai tiếp theo này um, he and Hedwig were both asleep cả hai con cú thì bây giờ đang ngủ rất là say heads under their wings cái đầu của hai cái con cú thì đang ẩn nấp dưới hai cái đôi cánh của chúng nó đúng không cái wing chính là cái cánh này hairy side then pop uh, then pop them both awake <laughs> Harry thở dài một cái Cái này nó là thở dài và sau đó thì chọc cho cả hai con cú nó tỉnh dậy Đấy, cái từ poke Chọc nhá, dùng ngón tay Thường là cái đầu ngón tay ấy, chọc vào đấy, Poke them both awake Herwig, he said gloomily uh, Herwig này Nói với cái con, con cú của Harry đúng không Harry nói một cái giọng Nó vô cùng là ủ rũ Cái từ gloom Gloom là một cái trạng thái nó hơi bị um, Gọi là Nó hơi bị Mờ mịt đấy tức là nhìn về phía trước nó không hề có tương lai nhìn về phía trước nó không có hy vọng thì nó gọi là gloom và gloomy chính là tính từ của nó đấy nhìn nó rất là u u rũ đúng không u ám you're going to have to clear off a week for a week thì uh, con cú này sẽ phải clear off tức là sẽ phải nó gọi là bay đi đúng không sẽ phải biến mất sẽ phải nó gọi là vắng mặt trong một tuần go with arrow hãy đi với con cú arrow ron look after you ron sẽ chăm sóc cả hai con cú sẽ chăm sóc cả cái con Hedwig nữa. You're going to have đúng không? Sẽ phải sẽ phải clear off, tức là là sẽ phải gọi là bay đi đúng không? Sẽ phải gọi là biến đi một cái chỗ khác. Uh, I'll write him a note. Rồi tao sẽ viết cho cậu ấy một cái thư, một cái ghi chú, một cái note đúng không? Chúng ta biết cái điều đó. Explaining, tức là cái note này này nó có mục đích là để explain để giải thích giải thích mọi việc Đấy, tại sao mà Uh, Ron phải chăm sóc cả Hedwig And don't look at me like that và đừng có nhìn tao như cái ánh mắt như thế, đúng không? Đừng có nhìn tao như vậy. Hedwig's large amber eyes were reproachful. Repro repro thì cái đôi mắt to và màu amber. Amber là một cái màu da cam uh, nó pha với màu đen thì đấy nó gọi là amber nhá, màu uh, mình cũng không 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 rõ nó là cái màu gì trong tiếng Việt, màu thạch anh à? hổ phách đúng rồi hổ phách nhé đây chúng ta có thể nhìn thấy này đấy, màu da cam nó pha với màu đen đúng không thì nó là màu hổ phách chúng ta có thể hiểu là đấy cái màu hổ phách nó là màu amber amber eyes were reproachful reproach đó là một cái sự nó gọi là thù địch đấy kiểu như hờn uh, nó không 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 phải ý của nó có nghĩa là kiểu nó ghét một cách cay đắng thì nó gọi là reproach nha reproach nó là như vậy và re, uh, gọi là reproachful đúng không? Tức là cái ánh mắt của nó ấy. Đấy, Nó cay nghiệt Rồi it's not my fault Không, không phải là lỗi của tao It's the only way I'll be allowed to visit Hog Hogsmeade with Ron and Hermie Đó là cái cách duy nhất Tao có thể được cho phép để mà tới thăm cái ngôi làng Hogsmeade với Ron và Hermie Cái này mình đọc tắt là Hermie thôi nhá ừ, Hơn check reproach Ờ đúng rồi đúng không Kiểu như là nó đang Nó đang có một cái sự nó gọi là ghét cay ghét đắng kiểu thế mình thường mình mình hiểu cái từ này ghét, ghét cay ghét đắng reproachful hờn dỗi cũng được trách móc chỉ trích đây này nó có nhiều nghĩa lắm sỉ nhục đúng không nhục nhã điều đáng xấu hổ mắng ai đó như tát nước nó có nhiều cực kỳ là nhiều ý nghĩa nhá reproach cứ hiểu làm sao mà mình gọi là mình mình thù địch một ai đó, mình căm ghét người ta, mình đang muốn chỉ trích người ta ấy. Thì đấy, nó gọi là reproach Rồi tiếp theo, à nó bằng một cái từ này Từ hatred, Hatred Đấy nó bằng cái từ này eh, Reproach bằng cái từ hatred Được chưa à, Ngoài ra nó còn bằng na ná với một cái từ này nữa Đó từ Grudge grudge. Nếu mà chúng ta có một cái Grudge To somebody Thì tức là chúng ta có một cái sự thù địch Một cái sự tư thù cá nhân với người ta Đó à, Ok Tiếp theo is not my fault Không phải là cái lỗi của tao Đó là cái cách duy nhất mà tao có thể được cho phép I'll be allowed đúng không? Được cho phép từ lao nha. 10 minutes later, Arrow and Arrow and Hedwig, who had a note, <laughs> who had a note to Ron bound to her leg, saw out of the window and out of sight. 10 phút sau, cái con cú Arrow và cái con Hedwig này, thì cái con Hedwig ấy là cái con mà nó có cái tấm thư, có cái lá thư gửi đến cho Ron, nó được buộc xung quanh chân của cái con cú đấy. Nào chúng ta có note đúng không? Đó là cái thư thôi. Đây, nó là cái thư thôi. Và tiếp theo này, bound, bound chính là cái quá khứ của từ từ bind. Nó viết là b i n d. Đấy và bind tức là trói buộc, là hai thứ mà nó gọi là buộc lại với nhau. Và đây có nghĩa là được buộc lại vào chân của cái con cú đó nhá. Cái từ bound này là cái quá khứ phân từ uh, nó là đi theo mệnh đề quan hệ rút gọn ở dạng bị động của cái con cú. Đó, của cái à, à sorry, của cái cái note của cái note và tiếp theo hai cái con cú này nó so down the window so down of the window tức là à nó nó bay vụt ra khỏi cái cửa sổ từ so nó là à mình vụt lên mình bắn lên rất là nhanh nhá thì đấy nó gọi là so và tiếp theo out of sight tức là nó biến mất khỏi cái tầm nhìn Harry now feeling thoroughly miserable put the empty cage away inside the wardrobe Harry bây giờ thì cảm giác nó vô cùng là 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 thảm hại đấy vô cùng là đáng thương bởi vì từ miserable nhá thì đó có nghĩa là kiểu tự tự cảm thấy nó 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 nó, nó, nó thương thân trách phận đấy đấy nó có thể hiểu là cảm giác nó rất là khốn đốn cảm giác nó vô cùng là tủi nhục ừ, thì nó gọi là miserable và feel đúng không cảm giác như thế thorough thorough là một cái từ nó bằng với từ carefully nhưng mà nó còn có ý nghĩa bóng đó là vô cùng nha vô cùng là 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 thảm hại vô cùng là kiểu như là đau khổ đúng rồi bất hạnh cảm thấy bất hạnh rồi cái từ thoroughly này này nó đi với hai cái từ như sau một là nó đi với từ miserable như thế này hai là cái từ nó đi với từ enjoy đây cái ý nghĩa sắc thái của nó về cảm xúc á nếu mà chúng ta bảo thoroughly enjoy something đấy là một thứ nó gọi là collocation nhá tức là mình vô cùng thích thú với cái đấy đó rồi thoroughly nó cộng với từ enjoy đó là một collocation tiếp theo put the empty cage away. Uh, Harry cất cái lồng trống không đi, đúng không? Cái lồng cú không còn cú ở trong đấy nữa, cái empty cage away inside the wardrobe. Cất ở bên trong cái tủ quần áo. Cái wardrobe ở đây là cái tủ quần áo này. Đấy, nó bằng một cái từ gì các bạn có có thể gọi là đưa ra cái từ đồng nghĩa ở đâu? Cái wardrobe nó bằng cái từ gì? Wardrobe. Uh. Ờ <laughs> wardrobe nó bằng cái từ gì? <laughs> Chính xác đúng không? Đấy, từ đấy thì nó phổ thông hơn. Uh, chef không 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 phải chef đâu. Chef là cái giá. Nếu mà chef nhá. Đây mình viết là từ từ shelf, ờ uh, shelf đúng không? Sorry, shelf. L F thì đó là cái giá. Đấy, cabinet thì đó là cái tủ và thường là tủ đựng tài liệu. Ờ ừ. uh, closet chính, chính xác cái closet có thể là hiểu là cái tủ mà ở đây nó có cái uh, những cái mắc treo quần áo đó closet nhá yeah, closet hai từ đấy thì technically nó có thể được gọi tương đồng với nhau but harry didn't have long to brood nhưng mà harry không có quá nhiều thời gian để mà ủ rũ nào cái từ brood ở đây cái từ uh, cái mắc áo là cái clothes uh, cái clothes hanger đúng rồi cái brood nào cái từ brood thì nó có nghĩa là kiểu mình cứ thế mình ủ rũ mình ngồi một chỗ mình đang kiểu như là đang đang nghĩ về quá khứ đúng không và mình đang đang kiểu như là cảm thấy là nó không nó buồn thì đấy nó gọi là brood. Ví dụ chúng ta vừa mới bị gọi là người yêu bỏ. Đấy thì chúng ta ngồi một chỗ đúng không? Chúng ta cứ thế chúng ta buồn, nó gọi là brood. In next to no time, Aunt Portunia was shrieking up the stairs for Harry to come down and get ready to welcome their guest. Nhưng mà Harry không có thời gian quá nhiều để mà ngồi ủ rũ trong next to no time no time tức là một cái khoảng thời gian mà nó rất là ngắn đấy và ý của nó có nghĩa là um, gần như là không có thời gian tức là từ từ ngay sau đó đúng không ngay sau đó có thể hiểu trong cái cụm này nhá đó là ngay sau đó này bởi vì á, cái từ next to cái từ next to nó là một cái trạng thái nó gọi là tiệm cận đây và ví dụ bây giờ nhá mình cho mọi người một cái từ như thế này thôi next to um... Uh, ví dụ như kiểu như là Next to expensive Không không Next to free Tức là nó gần như là nó miễn phí uh, Chúng ta hiểu được cái từ next to chưa Next to cộng với lại một cái trạng thái Thì nó có nghĩa là gần như như thế Đấy. Vậy thì đây có nghĩa là gần như là Không có mất thời gian một chút nào cả Bởi vì no time tức là à, nó, nó nó không có nhiều thời gian Đấy gần như là ngay lập tức này cái bà gì on petunia bà ấy đang rú lên, Đấy, bà đang gọi là gào thét lên ở cái cầu thang để mà Harry xuống dưới nhà và sau đó chuẩn bị để mà chào đón cái người khách Đấy, sắp sửa gọi là có khách đến rồi nha. Yeah, thì đây, um, shrieking up the stairs, tức là bà ấy ở cầu thang, bà ấy đứng ở cầu thang, bà ấy shriek, 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 đó là cái từ gào thét, rú ừ, lên đúng không? Rít lên, uh, get ready to welcome the guest. nhìn lại. cái từ này nó không 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 thực thực tế ra mọi người xem cái phim uh, cái con khổng lồ xanh ấy cái con gì đó mà cái uh, nó sống ở đầm lầy đấy thì nó cũng tên là shriek nó cũng tên là shriek mà mm. <cười> 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 tiếp theo uh, do something about your hair hãy làm cái điều gì đó về cái mái tóc của mày đi on Petunia snapped as he, as he reached the hall làm gì đó với cái đầu của mày đi đúng không cái bà gì bà ấy gắt lên khi mà Harry vừa mới đi đến cái sảnh chính, Đấy, cái sảnh ở trong nhà cái hall đó và reach the hall ở đây có nghĩa là cái đi, đi đến, Đấy, đi đến vừa mới vừa mới bước xuống đúng không? Chưa gì đã nói rồi. Harry couldn't see the point of trying to make his hair lie flat. Harry không thể nào hiểu được cái mục đích, hiểu được cái cái point tức là cái ý đúng không? Cái mục đích uh, cố gắng làm cho cái mái tóc của mình nó phẳng phiu ra. Bởi vì làm cái gì thì nó cũng vô ích thôi nha nó không nó không thể nào vuốt cho nó phẳng ra được vì vậy cho nên chúng ta mới có là couldn't see the point nhớ là cái point ở đây không phải là cái điểm số mà nó có nghĩa là cái mục đích không thể nào hiểu được cái mục đích về cái việc cố gắng để mà khiến cho cái mái tóc của cậu ta có thể phẳng ra để vuốt cho nó bằng phẳng ra cái từ lie tức là nằm xuống và flat chính là tính từ phẳng để vuốt cho nó gọi là bẹp xuống nó phẳng ra On March, love criticizing him cái bà March thì bà ấy rất là yêu thích cái việc chỉ trích Harry à, cái criticizing nha criticize có chữ e nữa ấy. có chữ e nữa thì nó có nghĩa là kiểu chỉ trích một ai đó phê phán so the untidier he looked the happier she would be vì vậy cho nên Harry mà càng lộn xộn càng nó gọi là bừa bộn bao nhiêu ấy cái mái tóc nó càng Dối bời bao nhiêu đúng không thì bà ấy càng có hạnh phúc đấy bà ấy càng hạnh phúc nào, đây là cái cấu trúc mà nó gọi là cái cấu trúc càng càng khá là hay. Đầu tiên chúng ta sẽ phải có một cái trạng thái so sánh hơn cộng với chủ ngữ cộng với V và sau đó thì một cái cấu trúc song song bên cạnh đấy, cũng là so sánh hơn cộng với S cộng V. Đấy là cấu trúc càng càng nha, cấu trúc càng càng. Và tidy, tidy tức là gọn gàng đúng không? Và untidy tức là không có gọn gàng và đây là so sánh hơn đây này, untidier nha và happier she would be. All too soon there was a crunch of gravel outside as Uncle Vernon's car pulled back into the driveway. Uh, all too soon, ý của nó có nghĩa là kiểu không sau, không lâu sau đó, nhà không lâu sau đó đúng không? Uh, có một cái tiếng crunch of gravel, uh, of gravel, gravel, gravel. Mình nhớ không nhầm là cái sỏi, đấy là cái sỏi, là cái viên sỏi á, thì nó gọi là gravel. Và crunch, crunch là cái tiếng nó gọi là vỡ vụn ra. Vậy thì khi mà cái ô tô đúng không? Khi mà nó gọi là nó đi về nhà thì là à nó nó được đỗ ở cái phần sân nhà. Đấy, và cái phần sân nhà đấy nó có rất là nhiều các cái viên sỏi. Thế cho nên là à nó mới có cái tiếng crunch. Nó có tiếng crunch nhá, tiếng giòn, đúng không? Tiếng uh, chúng ta ăn bim bim ấy thì đấy nó sẽ crunchy. Đó là cái tính từ của nó nhá. Và đây là, có một cái crunch này of gravel. Uh, gravel tức là cái sỏi đúng không? Bên ngoài khi mà cái ô tô của ông Dượng Vernon đỗ đỗ ở trong cái cái bãi đỗ xe đấy nó đi đến đúng không cái bãi đỗ xe cái driveway thì thường với những cái ngôi nhà bên nước ngoài ấy, thì khi mà xây cái ô gara thì nó sẽ có cái sân bên ngoài đấy cái gara đây nhá thì cái sân nó sẽ nằm ở bên ngoài và cái đấy nó gọi là cái driveway đó cái đấy nó gọi là cái driveway ok và pull back pull thì thường nó 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 bằng với từ park nó bằng với từ đỗ xe đấy và khi mà mình đi đường mình muốn gọi là đỗ lại một bên nhá thì mình gọi là pull over here đó là pull over here tức là à, đỗ xe ở đây đúng không kiểu như dừng xe và đỗ ở đó đấy thì nó gọi là pull rồi then the clang of the car doors uh, và sau đó thì đó là cái tiếng clang Clang của cái cửa ô tô Clang là cái tiếng nó gọi là hai cái kim loại nó đập vào nhau đấy kiến kiến click một cái đúng không kiến kịch một cái thì nó gọi là clang hai kim loại nó đập vào nhau nhá and footsteps on the garden path và sau đó đó là những cái tiếng bước chân những cái bước chân ở trên cái con đường um, đi ngang qua vườn đấy bởi vì chúng ta sẽ có từ path có nghĩa là cái con đường này và đây là garden path cái con đường nó làm ở vườn đúng không và footsteps đó là bước chân ừ. mình có tự nhiên có một cái câu khá là hay đó là follow in somebody's footsteps đó có nghĩa là kiểu như nếu mà chúng ta nối nghiệp một ai đó chúng ta đi theo cái con đường của người ta thì đây nó sẽ là dùng cái cụm này nó trong nhà có một ông làm quan chức sau đó chúng ta nối nghiệp ông ấy thì đấy là gọi là follow in somebody's footsteps để có s nhá rồi get the door on petunia He's that harry mở cửa đi mở cửa đi này bà gì petunia bái về phía của Harry. Cái từ his này thì thực tế ra rất là khó để mà dịch trong tiếng uh, tiếng 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 Việt nó là cái gì rất là khó đấy. Chẳng qua mình bật zoom lên để mà mình có thể nốt thôi chứ còn cái này mình đang record và ngày mai mình sẽ up lên YouTube. Các bạn có thể tìm thấy ở trên YouTube nó có tên là IELTS nghĩa fan uh. His thực tế cái từ này rất là khó dịch đúng rồi nó là tiếng của rắn. Đố dịch sang tiếng Việt nó là cái gì luôn. Đó. <laughs> bà ấy thì thầm cũng không phải. Đúng không? Bà đang đó, nói như kiểu một cái con rắn. A feeling uh, a feeling of great gloom. Zit. <laughs> ờ đúng, đúng 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 được đúng không? Bà này bà zit lên. Đấy bà zit lên như thế. A feeling of great uh, great gloom in his stomach. Harry pulled the door open. Một cái cảm giác tuyệt vọng vô kể ấy, ở trong bụng của cậu ấy. Harry kéo cái cánh cửa mở ra Nhớ nhá cái từ gloom á Mình đã nói rồi Đúng không? Nói rồi nó có nghĩa là một trạng thái nó tuyệt vọng Đúng đúng không? Từ zit lên Nó zit lên như kiểu zit thuốc lào Nó kiểu thế a feeling, of great, a feeling of great gloom in his stomach Harry pulled the door open Nào kể cả chỗ này nhá Chúng ta thấy là cái hành động pull này Nó được đi với lại một cái tân ngữ Đúng không? Và cái tân ngữ đấy là cái door Nhưng mà cái tính từ nhá cái tính từ nó bổ nghĩa cho cái động từ tức là bổ nghĩa về mặt kết quả, đấy. on the threshold stood on march trên cái ngưỡng cửa cái bậc thềm của cái cửa ra vào thì bà gì bà đứng ở đấy, đấy bà đứng lừng lững ở đấy, cái threshold này này nó gọi là cái ngưỡng ngưỡng và ở đây chúng ta có thể hiểu là cái ngưỡng cửa đúng không? she was very like uncle Vernon, large, beefy and purple-faced cái bà gì, bà ấy cực kỳ là giống cái ông Dượng vơ non, bởi vì đây là em gái của bà ấy mà. Ừ. Bà ấy rất là to lớn. Bà ấy rất là kiểu cục mịch nhá, cái từ beefy á mình có nói rồi, beef là con bò, thịt bò. Vậy thì beefy tức là à nó bè bè như là con bò. Nó ngang đúng không? Người nó ngang phè. <laughs> Người nó ngang phè. nó không có bình thường mà nó cứ thế nó gọi là bề ngang nó rất là dài và purple faced, mặt nó cũng tím lịm luôn. Đấy, mặt nó cũng tím. She even had a <laughs> Ui dồi. She even had a mustache Mustache là cái dâu quai nón Khiếp phụ nữ mà có dâu quai nón Mọi người thấy là cái bà này bà kinh không? Uh, she even had a mustache Nhớ nhá, dâu quai nón này Though not as bushy as his Mặc dù cái dâu quai nón của cái bà gì ấy, Nó không có rậm rạp như là cái ông dượng Vernon non Cái từ bush là cái đống đống cỏ bụi rậm Bush là một cái bụi rậm Và bushy tức là à, nó rậm rạp Đúng không? GMF. Đấy Khiếp thật cái bà gì này Bà có riêng mép Không có rậm rạc như là cái ông kia Nhưng mà à cũng là xồm xoàm rồi đúng không In one hand she held an enormous suitcase Trong một tay Ở trong một bên tay thì bà đang giữ Một cái vali Nó rất là lớn Đấy suitcase nhá suitcase là một cái vali Một cái uh, cặp Và tiếp theo enormous Vô cùng lớn này And tucked under the other mm. Không as his as his. Bởi vì cái thằng này nó là nói với sở hữu. Đằng trước nó đang có một cái tính chất sở hữu về đồ vật. Thế cho nên khi mà so sánh thì nó phải là as his. Bộ dâu của ông ấy. Tất nhiên trong văn nói nếu mà chúng ta bảo là as him. Nó không sai. Nhưng mà nếu mà technically về mặt ngữ pháp ấy. Thì nó phải là his. Nha, nó phải là à, mang tính chất sở hữu cơ. Về bộ dâu. Nó đang so sánh về bộ dâu mà. Ừ. Tiếp theo. Uh, and And tucked under the other was an old and evil-tempered bulldog. Và được kẹp ở bên cái tay còn lại thì đó là một cái con chó già và nhìn của nó dữ dằn. Một cái con bulldog nó già và nó rất là dữ dằn. Đấy, chúng ta nên hiểu rồi. nên nên hiểu ở đây evil tempered đấy đó là từ dữ dằn bởi vì này temper chính là cái um, cái 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 có thể hiểu là liên quan đến cái thái dương của chúng ta và thường ở đấy là cái nhiệt độ đúng không nó nó nói về người này là người rất là nóng tính đấy và evil tức là nóng như quỷ đấy nó 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 xấu cái tâm địa của nó rất là xấu nhá evil tempered tức là cái con đấy nó rất là dữ dằn đấy nhá. cái con bulldog chó bùn từ thắc từ thắc là cái từ nó gọi là kẹp vào nhưng mà cái trạng thái này nó gọi là kẹp giữa nhá từ thắc nó gọi là kẹp giữa à, chúng ta hình dung như thế này nhá Uh, mình 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 mặc quần dài thì mình phải sơ vin đúng không và sơ vin thì tức là mình phải nhét cái tà áo của mình vào trong quần vậy thì tức là mình đang thắc mình đang thắc cái tà áo vào trong cái cạp quần thì đấy nó gọi là thắc từ thắc nó là như vậy ừ, rồi ok nó là cài vào ở phía giữa đúng không cài vào giữa where's my dudders? raw on march đâu rồi uh, Dudder đáng yêu của tôi đâu đúng không ý của nó là đang gọi cái đứa con đấy và bà gì này bà ấy gầm lên tức là bà ấy nói nhưng mà cái tông giọng nó rất là cao nha tông giọng nó rất là to đấy đây là cái câu trần thuật này bà gì bà ấy nói lên where's my nephew Pooh? đâu rồi cái cháu yêu của tôi đâu đúng không cái này technically nó được gọi là nephew nephew là cháu trai nha và tại sao nó gọi là nephew đấy là cái từ nó gọi là nói yêu thôi nhan nói yêu Pooh thường nó nói về những cái con đáng yêu đúng không vậy thì đây nephew Pooh Cháu yêu quý của tôi đâu? Đấy, người cháu yêu quý của tôi đâu đúng không? Dudley came waddling down the hall, his blond hair plastered flat to his fat head. A bow tie just visible under his many chins. Cái thằng Dudley thì nó lạch bà lạch bạch nó đi xuống từ cái sảnh chính. <laughs> à, tại sao cái bà này bà bà tác giả ấy, bà miêu tả nó rất là khéo nha mọi người phải hiểu bà bà này cực kỳ là khéo. Bởi vì cái từ waddle Cái từ waddle nó là gì? Waddle tức là khi mà chúng ta dẫm vào cái Chúng ta lội nước Lội nước Nó bị lụt đúng không? Chúng ta phải lội qua đấy Thì tức là à bà đang miêu tả là cái thằng béo này này Nó lạch bà lạch bạch đúng không? Nó như kiểu nó đang lội từ cầu thang xuống Đấy nó lạch bà lạch bạch Nó đi xuống từ sảnh chính nhá Cái mái tóc của nó Cái mái tóc vàng của nó này Thì được plastered flat to his fat head plaster là cái gì thì uh, chúng ta có thể hiểu rằng là đấy là cái từ nó gọi là kẹp nhá cái mái tóc vàng của nó được kẹp lại kẹp phẳng nó được kẹp phẳng vào cái đầu cái đầu béo của nó đúng không cái đầu mà nó gọi là béo ục béo ích của nó nhớ nhá cái từ plaster tức là à nó 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 kẹp lại uh, từ từ mình chắc lại cho nó chắc nào đấy bình thường nhé nó là cái từ nó gọi là chát vữa Đúng không? Chát vữa Nhưng mà đây chúng ta nên hiểu trong cái văn cảnh này Tức là à nó bó Nó kẹp lại Nó gọi là dùng dùng keo ấy Đấy, keo, keo vuốt tóc để mà nó ép xuống Nhà nó ép xuống Cho cái mái tóc nó nó ép xuống Rồi, một cái bow tie Tức là một cái nơ Kiểu bết <laughs> Kiểu bết bết Ừ, đúng không? Kiểu chát vữa à, Chát vôi lên đầu đấy cái từ này, này nó, nó, nó miêu tả rất là hay bình thường khi mà mình mình sơn nhà mình chát vữa lên tường thì đấy nó sẽ sử, sử dụng cái từ plaster nhưng mà đây nó dùng cho mái tóc cũng được một cái nơ nó đủ nhìn thấy ở dưới cái cằm của nó và cái cằm này thì nó có rất là nhiều nọng cằm nên nó có vô cùng nhiều nọng cằm vì vậy cho nên nó mới gọi là many chins chin là cái cằm và đây many chins có nghĩa là vô cùng nhiều cái nọng cằm ở phía dưới visible Visible là có thể nhìn thấy, nó dựa trên cái từ vision ấy, là tầm nhìn. Ừ. Bow tie thì nó có nghĩa là cái nơ rồi, đúng không? Ừ. Uh, on March first, <laughs> nào tiếp tục nhá. On March uh, cái bà gì này, bà thrust the suitcase into Harry's stomach, bà ấy ném cái vali vào trong bụng của Harry, đúng không? Ném vào phía bụng của Harry. Đấy, cái stomach ở đây là cái bụng nha. Oh nhưng mà từ từ tự nhiên mình lại có một cái từ rất là hay nào nếu bây giờ chúng ta có một cái câu như thế này stomach uh, stomach the storm ví dụ thế đi the storm hoặc là stomach um, the hardship đấy thì bây giờ nếu như hardship nha mình có thể dịch ra cho mọi người đó là khó khăn cái thời thời khắc nó gọi là chật vật Thế thì stomach ở đây nó đang là một cái động từ và nếu thế chúng ta thử dịch cái từ này ra là nó là cái gì? Nếu mà chúng ta có thể stomach, có thể stomach một cái khoảng thời gian khó khăn, thì đấy là nghĩa bóng của từ stomach đấy, rất là ít bạn sẽ biết đến. À, bình thường nó là cái bụng, không phải đâu? Cái bụng nhá, cái bụng nó để làm gì? Ở đấy thì nó để gọi là chịu đựng đúng rồi, nhá, nó để stomach một thứ, tức là nó để chịu cái thứ đấy. Nếu mà chúng ta đang có một cái thời gian khó khăn, đấy, một cái thứ mà nó mình gọi đó là một cái một cái rough patch. Mà chúng ta có thể stomach được nó thì tức là mình đang sử dụng một dạng động từ, vậy thì có nghĩa là có thể vượt qua, có thể chịu đựng được nó. Nhớ, overcome chính xác rồi. Nó bằng với từ overcome đó. Tiếp theo nhá, uh, knocking the wind out of him. Cái thành ngữ này, knocking the wind out of him, wind là cái gì? Wind chính là cơn gió và ý của nó có ý ý của nó trong văn cảnh này có nghĩa là khiến cho Harry đúng không bị hụt hơi đấy bị hụt hơi tức là nó đang thở bình thường ấy tự nhiên ném cái vali vào bụng nó làm sao mà nó thở được đúng không đúng không thì đấy đó là knocking the wind out of him đấy, nó bị ngột thở seized Dudley in a tight one arm hug and uh, planted a large kiss on his cheek <laughs> and planted a large kiss on his cheek thì uh, seize nó có nghĩa là kiểu nắm lấy nắm chặt lấy một thứ gì đó giơ tay ra phía trước và nắm chặt lấy này nắm chặt lấy thằng Dudley in a tight one arm hug hug là cái ôm và one arm tức là ôm bằng một tay tight <laughs> tight thì tức là à ôm rất là chặt cái ôm này vô cùng là chặt và sau đó thì planted a large kiss một cái nụ hôn là vô cùng là lớn tại sao bởi vì là cái mặt của bé to thì tất nhiên là cái môi bá hôn cũng 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 gọi là kiểu như mút cả cái đầu của thằng kia luôn đúng không và plant plant là cái cây đấy là dạng danh từ dạng động từ tức là trồng cây à, vậy thì tức là à bà ấy đang đặt xuống nhá bà ấy đang trồng xuống trên mặt của cái thằng thằng cháu một cái nụ hôn nó rất là to trên cái gò má của cái thằng đấy đấy cái cheek ở đây là cái gò má khiếp mô mọi người thấy là nó mô tả kinh không cái bà tác giả bà mô tả đó là đặt một cái nụ hôn rất là to lớn lên gò má của thằng cháu. Harry knew perfectly well that Dudley only put up with Aunt Marge's hugs because he was well paid for it. <laughs> Harry ấy biết rõ ràng rằng là thằng Dudley nó chỉ chịu đựng những cái nụ hôn, những cái ôm của cái bà gì ấy bởi vì là nó đã được uh, trả công xứng đáng cho cái điều đấy. Đấy nó đã được trả công xứng đáng cho cái điều đó. knew perfectly well biết rõ ràng đúng không biết hoàn toàn là gọi là đầy đủ biết rõ rồi put up with something đấy là một cái cấu trúc nó có nghĩa là kiểu mình sẵn sàng mình bao dung mình chịu đựng một thứ gì đó đó put up with something ừ. và đây là cái những cái ôm của bà gì March đúng không bởi vì chúng ta có sở hữu cách ở đây rồi bởi vì này he was well paid for it đã được trả công xứng đáng rồi nhá có thể là trả tiền có thể là trả đồ chơi bất cứ một thứ gì đúng không well paid được trả rất là hậu hĩnh. And sure enough, when they broke apart, uh, Dudley had a crisp 20-pound note clutched in his fat fist. <laughs> hôm nay uh, hơi đuối mọi người ạ. Mấy hôm hơi đuối. Hơi đuối. À, tại sao lại đuối? Hôm nay là ngày leg day. <laughs> hôm nay là leg day, thế cho nên là đến giờ này nó cũng hơi đuối rồi. Ai hiểu leg day là cái gì? À, chắc là chỉ có đi tập gym mới biết đúng không? Nào, tiếp theo này. A crisp... Crisp là một cái trạng thái mà nó gọi là khô cứng, nhá. Và đấy nó nó khô đến cái mức mà khi mà bẻ nó ra, nó có thể kêu, nó có thể kêu rồn rột. Thì đấy nó gọi là crisp. Đấy, crisp. Ừ, hôm nay là leg day của mình thế cho nên là kiểu đến giờ này nó hơi đuối thôi Mọi hôm đúng không? Đến 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 giờ này vẫn còn khỏe nhưng mà hôm nay đến hôm nay đuối rồi. Nào, crisp, crisp là một thứ gì mà nó giòn nhá, nó dễ gãy, nó dễ vỡ. Đấy và đặc biệt nó không dùng cho Nó Nó dùng cho cái uh, văn cảnh là Những cái hoa quả Đấy khi mà nó giòn Chứ còn nếu mà đồ ăn nhá Nếu mà đồ ăn mọi người không nên dùng cái từ crisp này Mà chúng ta nên dùng từ crunchy vừa rồi á Mình có hướng dẫn cho chúng ta đúng không uh, Từ crunch Từ crunch danh từ Và nếu ở dạng động từ thì nó có nghĩa là À, à tính từ thì nó crunchy và crispy Cũng thế uh, Crispy cái từ đồ ăn ấy thì chúng ta chỉ nên dùng cái từ crunchy thôi. Nhá chứ còn crispy thì không nên dùng cho cái đồ ăn. Đấy, nếu mà có dùng chỉ chỉ dùng cho hoa quả thì nó hợp lý, được chưa? Rồi tiếp theo này, 20 pound note. À có nghĩa là à Dudley had a crisp 20 pound note clutch in his fat fist. Có một cái tờ 20 đô la, có một cái tờ 20 pound, 20 bảng nó được nắm chặt trong cái tay béo phì của nó đúng không cái 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 nắm tay cái bàn tay nó rất là béo chúng ta có đó là cái note ở đây ấy, nó không phải là cái tờ ghi chú đâu mà đấy là cái cái bill đúng không cái, cái tờ tiền đó à, bởi vì chúng ta có 20 pound ở phía trước mà pound chính là cái đơn vị nó gọi là bảng anh nhá clutch thì đó là nắm chặt Đà, mọi người có thể thấy rằng là cái này liên tưởng dễ dàng nhất thì uh, chúng ta có một cái đồ vật một cái clutch Đấy, cái clutch chính là cái cái túi cầm tay cái ví cầm tay cầm tay của các bạn nam đấy thì nó gọi là cái clutch và nếu ở dạng động từ thì tức là à nó được nắm chặt đúng không nó được nắm chặt này trong cái nắm tâm trong 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 cái tay rất là béo của nó cái fist chính là cái nắm đấm nhá petunia shouted on march striding past harry as though he was a hat stand striding past harry as though he was a hat stand bái dạo bước bái bước rất là nhanh qua Harry như thể là Harry chỉ là một cái một cái giá treo mũ là như thể là một cái giá treo mũ thôi chúng ta có từ stride từ stride là gì bình thường nó có nghĩa là một cái vệt một cái vệt cắt ngang stride là vệt cắt ngang và nếu ở dạng động từ thì tức là à nó bước rộng nó nó giải bước nhá nó 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 gọi là nó không, không, không giải bước đúng không à, nó giảo bước một cái bước rất là rộng nhé thì đây nó gọi là stride và đây là bước bước nhanh đúng không bước một cái bước rất là lớn đi ngang qua Harry như thể là Harry chỉ là một cái hat stand một cái giá treo mũ không nó là chữ D ấy, không phải chữ K đâu on March and on Petunia kiss hai cái bà gì là hôn nhau <laughs> ở đây chính xác ra là hôn má chứ không phải hôn môi nên hiểu là như thế nhé từ kiss ở đây là hôn má chứ không phải là hôn môi đấy là cái cách chào của người nước ngoài thôi hôn má or rather on March bump her large jaw against on Petunia's bony cheekbone. Hoặc là đúng hơn, hoặc là đúng hơn chính ra, đúng hơn chính ra cái bà gì March bái <laughs> cái ngôn ngữ của nó rất là buồn cười bởi vì cái cái jaw ấy, chính là cái hàm răng đấy cái hàm của bà ấy bà băm băm tức là mình đâm sầm vào và mình đâm sầm vào một thứ gì đó thì đấy là mình băm nhá cái này nó có nhiều nghĩa này khi mà chúng ta đi đường có cái giải nó gọi là cái giải um, giảm tốc độ ấy thì nó sẽ có các cái băm ở trên đường và những cái thứ đấy thì nó gọi là cái băm. Đấy là dạng danh từ. Và nếu mà chúng ta băm một thứ gì đó vậy thì tức là chúng ta đâm sầm vào đấy, Đấy chưa? Vậy thì đây, tức là cái bà Bà Bé cắm thẳng cái hàm của bà. Ấy. <laughs> bà ấy cắm thẳng cái hàm của bà ấy <laughs> vào cái gò má gầy guộc, vào cái gò má mà toàn xương của cái bà petunia đó cái chip bone cái chip bone ở đây tức là cái gò má cái 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 cái, cái gọi là cái, um, cái cái thứ nhô lên ở gò má nhá để chưa <laughs> đúng không hôn đấy bà ấy miêu tả kinh khủng không bà 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 tác giả bà ấy miêu tả đầy cái sự nó gọi là châm biếm ở đây bà ấy cắm thẳng cái hàm rất là to lớn của bà ấy vào cái gò má của cái bà gì petunia đấy mà cái gò má đấy nó là còn xương sẩu cơ tức là nó không có thịt Đấy, nó chỉ có xương, bone bon là cái xương mà, bone là tính từ của nó Uncle Vernon now came in, smiling jovially as he shut the door uh... <laughs> Không, cái chích bone ở đây là cái xương gò má nhá Chúng ta nên hiểu là cái xương gò má, chứ không phải là cái gò má Đấy, cái xương cơ Nào, ông dượng Vernon thì bây giờ đã vào rồi đó, và ông ấy cười một cách nó hứng thú một một cách rất là vui nhộn một cách vui tươi khi mà ông ấy đóng cửa lại. Uh, Jovially nhá nhớ cho mình là từ jovial ấy nó là cái trạng thái hân hoan, đó, vui vẻ đúng rồi và đây là cười một cách khoái chí đúng không rất là vui vẻ hân hoan khi mà ông ta đóng cái cánh cửa lại. tea match uống trà không match he said and uh, what will ripper take uống trà không và con chó ripper thì nó ăn cái gì nhỉ đúng không nó 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 muốn cái đồ gì nhá ở đây ý của nó là đang hỏi về con chó cái nhu cầu của con chó là nó cần cái gì Ripper can have some tea out of my saucer set on March con chó Ripper thì có thể cái gì nó uống trà saucer thì làm sao saucer ý của nó có thể hiểu đây là cái cắp hoặc là cái tách nhá đúng rồi là cái cắp hoặc là cái tách cái, cái 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 tách trà cái saucer ui ơi chó mà uống uống trà dã man đúng không chó uống trà con chó ripper nó có thể uống một chút trà từ cái cách từ cái tách trà của 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 em đấy gì march nói như vậy này as they all uh, as they all troop into the kitchen khi mà họ toàn bộ đổ bộ khi mà tất cả mọi người đổ bộ vào trong nhà bếp tại sao ở đây mình lại dịch là từ đổ bộ đổ bộ bởi vì từ troop ấy, từ troop chính là cái đoàn quân và thường là nó nói về đoàn quân đi hành quân Và đấy thì chúng ta nên hiểu là tất cả mọi người đúng không Toàn bộ những cái gia đình nhà Dursley với lại cái bà gì á Bà ấy đổ bộ tất cả mọi người cùng đi vào trong cái bếp Trong cái nhà bếp Đó, troop là đội quân, là đoàn quân Kéo vào á Ừ, em dịch là kéo vào cũng được Nhưng mà nên nên hiểu đây là cái, cái hướng nó gọi là hành quân đúng không Hành quân vào trong bếp Leaving Harry alone in the hall with the suitcase để lại Harry một mình ở ở trong cái sảnh ở trong cái sảnh với lại cái vali <laughs> đúng thật là đúng thật là như cái giá treo quần áo còn gì nữa Đấy, leaving Harry alone in the hall with the suitcase but Harry wasn't complaining nhưng mà Harry không hề có phàn nàn nhắc từ complain ở đây là phàn nàn này any excuse not to be with on March was fine by him bất cứ một cái lý do nào để mà không có ở bên cạnh cái bà gì March thì nó ok Hoàn toàn Harry đón nhận những cái lý do đấy thoải mái thôi, đúng không? Was fine by him Đây là cái cụm nhé, đó là cả một cái cụm mà chúng ta nên nên hiểu Nó đi với nhau Fine by somebody, đúng không? Ô, tôi ok, tôi ổn thôi Tôi không hề có bất cứ một cái phàn nàn, một cái chê trách gì với cái điều đó So, he began to hit the... So he began to the case upstairs into the spare bedroom. Vậy cho nên là cậu ta Harry bắt đầu đẩy bắt đầu đẩy cái vali lên cầu thang vào trong cái phòng ngủ dự phòng nha vào trong một cái phòng ngủ dành cho khách chúng ta sẽ có này spare đó là một thứ gì mà nó mang tính chất nó gọi là dự phòng ừ, vậy thì đây đúng không spare bedroom tức là một cái phòng ngủ dành cho khách heave heave là một cái động từ ý của nó có nghĩa là đẩy thường là đẩy lên phía bên trên nhưng nó nó không giống từ push nhưng nó không giống từ push Push thì nó như thế nào cũng được, cái trạng thái như thế nào cũng được Nhưng mà hip thì nó phải là đẩy lên phía bên trên Đây, thì nó mới gọi là đúng cái ý nghĩa của nó, cái sắc thái của cái từ này Ok, taking as long as you could Có nghĩa là kiểu cố gắng kéo dài cái việc đấy lâu nhất có thể Cho nó mất nhiều thời gian nhất Đấy, mình vừa giải thích luôn Đúng không, vừa giải thích luôn thì uh, Hoàng Thị Lương hỏi Đó thì nó có nghĩa là đẩy lên trên còn push thì nó đẩy góc nào cũng được nhé. By the time he got back to the kitchen, on March had been supplied with tea and fruit cake. Bởi cho đến cái thời gian mà cậu ta quay trở lại cái nhà bếp, cái từ by này này, ý của nó có nghĩa là bằng với từ until, đó là tính tới nhá tính tới cái thời gian khi mà cậu ta quay trở về cái khu nhà bếp, cái bà gì đấy, bà đã được cung cấp, tức là bà đã được đưa cho cái tách trà của mình với lại cái bánh uh, bánh uống trà đúng không cái bánh bánh hoa quả supply nhé supply là cung cấp nhưng mà chúng ta nên hiểu ở đây là à được đáp ứng đúng không được đưa hết cho rồi được uh, thực sự là cũng không biết nên, nên dịch như thế nào ở đây tức là được uh, được đưa cho đúng không được đưa cho cái tách trà của mình và cái bánh hoa quả and ripper was lapping noisily in the corner và cái con chó ripper thì nó đang liếm láp. Mọi người thấy là mình dịch từ liếm láp ở đây quá quá chuẩn đúng không? Bởi vì từ láp này. <laughs> từ từ tí nữa mình 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 check lại ý nghĩa của nó nhưng mà đây có thể hiểu đang liếm láp một cách nó vô cùng là ồn ào ở trong cái góc nhà. Cái corner chỉ là cái góc noisily, noisy là ồn ào đúng không? Vậy thì từ láp nha, từ láp nha, mình xem xem là bây giờ ý nghĩa thực sự của nó là cái gì này. Bình thường từ láp từ láp mình đang hình dung ra hai văn cảnh một là cái con chó đấy nó lấy uh, chân đằng sau của nó và nó gãi đấy nó lấy chân đằng sau của nó mà nó gãi văn cảnh thứ hai là nó đang liếm láp đấy vậy thì bây giờ xem xem ý nghĩa của nó là cái gì ờ uh, đây này cùng cùng check nhá <laughs> nó là cái vạt áo nó là cái dái tai thung lũng các kiểu nhưng mà ở dạng động từ động từ liếm à không 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 từ từ nó đang liếm này nó đang thớp bằng lưỡi nó đang uống ừng ực vậy thì tức là à nó đang liếm láp chúng chúng ta thấy chuẩn chưa liếm láp nhá đó từ láp ở đây là à đang liếm láp liếm láp một cách vô cùng ồn ào ở trong cái góc nhà Harry saw Harry saw on Petunia wins slightly aspects of tea and drew her clean floor nào cái bà gì Petunia này Harry nhìn thấy bà gì Petunia bà wins bà wins là thế nào khi mà chúng ta wins, uh, wins ở đây có nghĩa là kiểu, ừ đúng rồi, nhăn mặt đấy, đúng rồi, nhăn mặt, nhăn nhó, nhăn nhó, hơi hơi nhăn nhó một chút khi mà những cái đốm, uh, những cái giọt nước chè cũng như là cái giọt nước dãi nó đang nhỏ lấm tấm ra cái uh, nền nhà rất là sạch sẽ của bà ấy. Nào chúng ta sẽ có từ speck, speck là cái gì? Là cái đốm, bình thường từ speck tức là cái đốm nhưng mà trong văn cảnh này thì chúng ta nên hiểu là những cái... Uh, những cái tia nước, đúng không? Những cái tia nước. Đấy và đây là nước trà, druo, đó là cái nước miếng là cái nước dãi của chúng ta, không, không của của động vật Nha, của động vật đấy, druo nó là nước dãi. Ờ um, fleck, fleck thì bình thường nó có thể hiểu là cũng tương 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 đương ý nghĩa với cái từ speck này này. Nó nó gọi là nhỏ giọt, vung vãi thì nó gọi là fleck nhá, vung vãi ra cái cái nền nhà rất là sạch sẽ của bà ấy đúng không giọt bắn rồi giọt bắn ừ cũng được đấy rồi cái từ flash ở đây là à nó nhỏ tung tóe nó bắn tung tóe ra cái nền nhà của bà ấy này on petunia hated animals cái bà gì petunia thì bà ấy vô cùng là ghét những cái con động vật who's looking after the other dogs march Ờ vậy thì bây giờ ai đang chăm sóc những cái con chó còn lại vậy march ờ, ông rượng ông dượng vernon ông ấy hỏi the other dogs tại sao nó lại dùng the ở đây mà nó không gọi là other dogs đấy bởi vì ấy ông dượng này này ông ấy đã biết đến những cái con chó mà bà March bà ấy nuôi ví dụ ông biết là bà ấy có 10 con chó 10 con đấy vậy thì những cái con còn lại đúng không tức là 9 cái con còn lại ấy, đó là 9 con xác định vì vậy cho nên nó mới có mạo từ the ở đây đấy, the cộng với một danh từ để cho danh từ đấy trở thành xác định nha vì vậy cho nên nó mới gọi là the other dogs giờ đây này alright rồi à, thế còn những cái con chó còn lại thì sao oh i've got connel từ từ connel 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 uh, furster managing them oh bây giờ thì tôi đã có cái cái trung úy furster đang trông coi những cái con chó đấy rồi nha connel connel không bao từ từ đã Colonel thì đúng hơn Colonel Colonel. Colonel là 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 là, là... trung úy không không đại tá. Đấy là một cái cấp bậc ở trong quân đội. Nhá, Colonel, Colonel. Ừ. Rồi, uh, đại tá này, Flubster. Tức là cái ông hàng xóm ấy. Ông hàng xóm thì ông ấy là đại tá đúng không? Đã về vườn rồi á? Ý ý ý của bé là như thế, đó. Uh, một cái veteran, đó. một cái thương binh, một cái cựu chiến binh. Managing them. Manage một thứ gì đó tức là kiểm soát thứ đấy đúng không vậy thì đây trông coi những cái con chó đấy. Boom on March. Cái từ boom thì đó là cái quả bom và nếu nó miêu tả ở dạng nó gọi là động từ thì nó có nghĩa là bà ấy bà ấy nói một cách vô cùng là hồ hởi. Nếu bà ấy nói to và cái giọng của bà ấy rất là hồ hởi. Boom, đó. boom on March. He's retired now. Ông ấy thì bây giờ đã từ chức rồi. Ông ấy đã bây giờ đã nghỉ hưu đúng không? Retired là cái trạng thái là về hưu rồi. Good for him to have something to do, uh, cũng là một cái điều tốt thôi khi mà ông ấy có một cái thứ gì đó để làm, được không? Uh, but I couldn't leave poor old Ripper. Nhưng mà em không thể nào bỏ lại cái con chó già Ripper đáng thương cả. Hmm. Tức là cái bà gì bà mang theo con chó Ripper và đấy là một cái con chó già, đấy, poor, đúng không? Poor ý của nó có nghĩa là đáng thương. He pines if he's away from me cái con chó đấy nó sẽ nhung nhớ nếu như mà cái con chó đến nó xa cách khỏi em bà gì bà giới thiệu rằng con chó này đúng không nó sẽ nhung nhớ cái từ pine từ pine nó rất là hay nào bây giờ này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái từ pine cách dùng của nó nhé tiểu tụy á không không nên hiểu như thế này, này. đầu tiên từ pine ở dạng danh từ nó là cây thông cây thông à cây thông đấy chưa cây thông Thế thì ở dạng nó gọi là pine for somebody á Thì nó có nghĩa là kiểu mình nhung nhớ Mình gọi là nhớ mong một ai đó khi mà người ta đã bỏ mình Ví dụ người yêu cũ chẳng hạn Đây thì đó là pine for my ex Từ này nó cực hay Nó dùng trong cái chủ đề về tình yêu nhá Pine for somebody Ờ nếu mà 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 Ở đây bảo là tiều tụy Cũng được thôi đúng không Cây thông Cây thông là gì? Cây thông là pine và cây thông là một cái cây mà cái đặc tính của nó nhìn nó khá là khô, nó sơ xác. Được, đấy, khô sơ xác, vậy thì có thể hiểu là pine cũng có nghĩa là tiểu tụy. Ừ. Con chó đấy nó sẽ tiểu tụy đúng không? Nó sẽ nhung nhớ nếu như mà nó cách xa khỏi về em. Ripper began to growl again as Harry sat down. Cái con chó Ripper nó bắt đầu gầm gừ một lần nữa khi mà Harry ngồi xuống tức là các con chó đấy đúng không nó có thù địch nó có gọi là sự sự căm ghét Harry nó không có thích Harry cái từ này hôm qua có mình hôm hôm qua có có chúng ta gặp rồi đúng không hôm qua gặp cái từ này rồi nó đọc là growl nhá chứ không phải là growl đâu nhiều bạn sẽ rất là dễ nhầm lẫn cái từ này nó là growl this directed on uh, this directed on Marge's attention to Harry for the first time. Cái điều này nó hướng cái sự chú ý của bà dì Marge tới Harry lần đầu tiên khi mà bà ấy vào nhà, tức là bây giờ bà ấy mới chú ý đến Harry đúng không? chứ còn vừa nãy bà ấy bơ, bà không quan tâm. Nhá, Direct ở đây là hướng, đấy là động từ. Rồi xấu uh, so she barked, still here are you? Uh, vậy thì uh, mày vẫn ở đây à? Đấy still here đúng không? vẫn ở đây. Bà gì, bà ấy chắc là bà ấy đang muốn bảo rằng là tại sao mày không biến đi đúng không? từ bark từ bark nó là cái con chó nó sủa lên thì nó dùng riêng cái từ bark này nhưng mà nếu mà con người mà bark thì tức là gầm lên nha gầm lên yes said harry vâng cháu vẫn ở đây đúng không don't uh, don't you say yes in that ungrateful tone đừng có bao giờ nói mày đừng có mà nói có trong một cái giọng nó gọi là vô ơn như vậy đấy cái ungrateful tone tone chính là một cái tông giọng nhá và ungrateful tức là không hề biết ơn Đúng không? Bởi vì grateful là biết ơn mà Đó uh, Ungrateful tone on march, uh, on, on march growl Cái bà gì bà ấy cũng gầm gừ lên Đừng bao giờ nói trong một cái giọng Nó vô ơn như thế đúng không? It's damn good of Vernon 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 And Petunia to keep you Thực sự ấy Cái dượng cái anh Vernon và chị Petunia Đã quá tốt để mà giữ mày lại It's damn good of, đúng không? Ý của nó có nghĩa là khen, khen cái ông bà gì dượng này nó vô cùng là tốt khi mà giữ lại cái thằng bé Harry. Uh, wouldn't have done it myself. Tao ấy nếu là tao thì tao tao không làm cái việc đấy đâu. Đó, ý của nó này. Tại sao ở chỗ này nó lại wouldn't have? Bởi vì nó đang muốn nói về một cái điều giả định không có thật trong quá khứ. Thế cho nên nó mới lùi cái này về quá khứ đơn và nó phải có cái thứ liên quan đến hiện tại. Nha, nó gọi là wouldn't have đó đáng lẽ đáng lẽ tao sẽ không làm cái điều đấy đâu. You have gone straight to an orphanage if you've been dumb on my doorstep. Mày chắc chắn là sẽ phải đi thẳng đến một cái orphanage, tức là một cái trại trẻ mồ côi. Nếu như mà mày bị bỏ lại trên cái uh, cái cái bậc thềm cửa nhà tao. Đó cái bậc thềm cửa thì đấy nó gọi là cái doorstep. Yeah. Uh, ý, ý, ý ở đây ấy, nó vẫn tiếp tục đang giả định một cái việc không có thật trong quá khứ nhưng nó có liên quan đến hiện tại thì đấy nó mới gọi là dùng cái trạng thái như thế này. Uh. Uh, mình không có giải thích quá nhiều về ngữ pháp bởi vì là <laughs> cái đấy là cái kiến thức uh, chuyên môn mình cứ dịch nghĩa thôi nhá Cái từ đâm, từ đâm nó có nghĩa là bỏ lại, vứt bỏ, uh, rồi bỏ lại vứt bỏ trên cái uh, cái thềm cửa nhà tao. Harry was bursting to say that he rather live in an orphanage than with the Dursleys. Harry thì was bursting to say. Cái từ burst thì nó có nghĩa là kiểu như uh, một thứ gì mà nó bắn ra. Đấy thì nó gọi là burst. Và thường nó đi với là cái cái từ xả. Nhá xả. Ví dụ chúng ta bắn súng. cái súng trường thì nó có cái, cái, cái chế độ nó gọi là burst. Đó, burst. Tức là nó gọi là xả đạn hàng loạt. Nhá xả đạn hàng loạt. Vậy thì nếu mà chúng ta burst một thứ gì đó ra đúng không? Tức là chúng ta bắn nó ra rất là nhiều thì đấy nó gọi là burst. Đó. Và bursting to say ở đây có nghĩa là kiểu suýt nữa. Định sắp sửa rồi, đúng không? Sắp sửa nói rằng cậu ấy thà là ở một cái trại trẻ mồ côi còn hơn là sống với lại nhà Dursley. Đấy, thà nhá, cái từ rather ở đây này thì ý của nó có nghĩa là kiểu kết hợp với một cái động từ thà là thà là sống ở một cái orphanage, sống ở một cái trại trẻ mồ côi còn hơn nó phải có từ than này rather than đúng không uh, than sống với lại nhà dursleys but the thought of the horse may the horse may form stopped him nhưng mà cái suy nghĩ một cái uh, cái tiềm thức đúng không một cái suy nghĩ về cái ngôi làng hogsmeade không về cái đơn xin đi đến làng hogsmeade thì nó ngăn chặn cậu ta cậu ta không nói nữa uh. burst in the tear đúng không ấy? Uh, Sả ý của nó cái kia kiểu hòa lên khóc Burst into tears Nó sẽ có S nữa nhá He forced his face into a painful smile Harry ép cái gương mặt của mình Trở thành một cái nụ cười đau đớn <cười> Dã man miêu tả hay đúng không Một cái nụ cười cố mà cười thôi Mặc dù bên trong đang rất là phẫn nộ Đấy painful smile Don't you smirk at me mày đừng có cười để cười đúng không thì bà lại bảo mày đừng có cười đẻo về phía tao nhớ mày mày đừng có cười đẻo tao cái từ smirk là cười đẻo nhếch mép cười nhếch mép boom on march cái bà này bà lại gầm lên Đấy, bà lại gầm lên một lần nữa boom chính là quả bom đúng không tức là bà nói rất là to i can see you have improved since i saw last i last saw you gượng cười I can see you haven't improved. Ta có thể thấy rằng, Tao có thể thấy rằng là mày không hề có cải thiện bất cứ một cái gì kể từ khi lần cuối tao gặp mày, đúng không? Since I last saw you, uh, kể từ khi lần cuối tao gặp mày, I last saw you. I hope school would knock some uh, manners into you. Tao đã hy vọng rằng là cái môi trường giáo dục, cái ngôi trường đúng không? thì nó sẽ sẽ dạy mày một số những cái phép tắc cư xử một số những cái cách cư xử, cái manner ở đây ấy, chính là cái cách cư xử cái hành vi Đấy, và đây là tại sao nó dùng từ knock bởi vì ý của bà ấy đang muốn nói rằng là harry là một cái đứa trẻ nó rất là khó dạy bảo, thế cho nên nó phải dùng roi nha vì vậy cho nên nó mới gọi là knock knock something into you Đấy, bởi vì nó rất là khó bảo, thế cho nên phải knock đúng không phải gọi là đánh đánh một số những cái phép tắc cư xử vào trong cái con người của mày Để nhớ nhé sống sao cho vừa lòng boom đúng không? Bài gọi là bài nói như là một cái quả bom nó nổ tung lên. She took a large uh, cup of tea, cup of tea. Bây giờ cup nó là một cái ngụm uống nước nhá. Đấy, chúng ta uống một ngụm đúng không? Và đây là một cái ngụm nó rất là lớn. Đấy, uống một cái ngụm rất là lớn. Wipe with... <laughs> uh, wipe her mustache and set. Cái từ wipe nó là lau Uh, chúng ta gọi là dùng tay, chúng ta dùng khăn, đúng không? Lau cái miệng của mình, nhưng mà đây là lau cái gì? Lau cái mustache lau cái ria mép của cái bà đấy, khiếp thật đấy. Bà ấy gọi là bà ấy uống trà xong rồi những cái những cái giọt nước, đúng không? Nó bám vào cái bộ dâu của bà ta, bà ấy lau cái dâu của mình, cái ria mép. Và sau đó bà ấy nói rằng, Where is it that you sent him again, Vernon? Um, đâu? <laughs> uh, uh, anh đã gửi thằng bé đến đâu đúng không anh đã gửi thằng bé đến uh, học ở đâu vậy Vernon where is it that you send him cái từ send nó là gửi nhá đã gọi là, là kiểu như là đăng ký học đúng không cho cái thằng bé đến ở đâu send Brutus uh, set set uncle Vernon promptly ông ông dượng Vernon ông ấy nói một cách nó ngay lập tức Đấy, ông ấy gọi là nói nói ngay lập tức nhé cái từ prom ở đây này prom prom nó có hai nghĩa một tức là nó ám chỉ một cái trạng thái bị đốc thúc bị đốc thúc nha nó xảy ra ngay lập tức thứ hai đó là nó ám chỉ uh... Ừ nói chung là ở đây mình mình nên hiểu là à, nó đốc thúc đúng không thế cho nên nó nào nó 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 làm cái đấy rất là nhanh nói một cách đầy sự đốc thúc rồi ông ấy nói một cách đầy sự đốc thúc ở trong cái giọng nói của ông ấy này is a first-rate institution for hopeless cases đó là một cái first-rate institution Institution là một cái từ nó có nghĩa ngang ngang với từ school đó và thường nó ám chỉ những cái học viện những cái nơi mà nó gọi là có cái sự huấn luyện ở đấy thì nó gọi là institution. First rate thì đó là cái gọi là cái um, thứ đứng đầu đúng không? cái tốt nhất nhá. đó là cái học viện tốt nhất này dành cho những cái trường hợp mà nó không còn hy vọng gì nữa. Đấy. Cái cases ở đây là cái trường hợp và hopeless cases không còn hy vọng gì. I see em hiểu rồi set on march do they use the cane at at Brutus's? họ có sử dụng cái gậy cái gậy ở đây là cái gậy gọi là cái gậy uh... từ từ này cái cane nhá mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đầu tiên ấy cái bà già hay là cái người già người ta không đi vững nữa thì người ta sẽ cần có một cái cane đó là cái gậy chống đúng không và nếu mà chúng ta dùng the cane ở đây tức là dùng cái uh, dùi cui đấy dùng cái dùi cui ở trường <laughs> Họ có sử dụng dùi cui ở trường không? Uh, boy she barked across the table, tức là bà này bà ấy nói to vọng qua cái bàn ăn. Vọng qua cái bàn uống trà. Cái từ bark nha mình nói rồi con chó ấy, nó sủa và đây tức là bà này bà ấy nói rất là to, bà ấy gầm lên đấy qua cái bàn uống trà. Họ có sử dụng dùi cui để đánh mày ở trường không? Boy uh um Uncle Vernon nodded curtly. Ken là cái gậy. Ờ đúng rồi, cane là mía nữa. Đấy, là mía nữa. Nó có nhiều nghĩa lắm Uncle Vernon nodded curtly uh, behind on Marge's back Ông dượng Vernon Thì ông gật đầu một cách nó gọi là lia lia Nhá, Một cách nó gọi là lia lia Đằng sau cái cái lưng của bà dì Marge Đúng không? Đây là chúng ta có sở hữu cách này Đây là cái lưng của bà gì Nào, từ từ mình vừa nãy thì mình đoán bừa Cái từ curtly này thôi, cái từ curt Curt thì uh, uh cur, Curdy đúng không? Curdy từ curt nha mình thấy rằng là theo cái trí nhớ của mình không nhớ nhầm thì nó ám chỉ một cái điều gì đó mà nó sỗ sàng sỗ sàng đấy một cái gì đó mà nó kiểu như hơi uh, lưu manh thì đấy nó gọi là curt rồi thì bây giờ mình check lại nhá đầu tiên mình muốn check cái từ curt này đã cộc lốc cụt ngủn. ờ, đúng rồi đúng không là một thứ gì đó mà nó gọi là sỗ sàng mà đấy, không có đầu cuối rồi và tiếp theo vậy thì đây nó đang là Curdy đúng không? Khoan đã, Curdy. Sao, này, sao lại, Curry? Nhá ý của nó là một cái trạng từ bổ nghĩa cho từ not. Tức là ông gật đầu một cách nó gọi là cụt lủn đúng không? Ông gật đầu một cách nó 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 nó, nó không có đầu cuối. Đấy, ông nghe rất là sỗ sàng, rất là bất lịch sự đấy. Một cách cụt lủn Rồi ờ, ông gật đầu phía đằng sau cái lưng của bà bà Marge. Just said Harry. Đúng rồi. Ở trường cháu thì bọn nó có dùng dùi cùi. <laughs> Then feeling he might as well do the thing properly, he added all the time. Và sau đó cảm giác rằng là ông... Um, cảm giác rằng là Harry tốt hơn hết là nên làm cho cái việc đấy nó trọn vẹn. Tốt hơn tốt hơn hết là kiểu như nói thì nói, đã nói rồi đúng không? Thì nói cho cùng đi, nói cho nó hết đi. Thì đấy, ý của ông ấy là à, he added All the time Tức là ở trường cháu Bọn nó dùng dùi cui để đánh cháu <laughs> Lúc nào cũng đánh đúng không? All the time Tức là lúc nào nó cũng xảy ra Hãy Dùng cái dùi cui liên tục <laughs> Cái từ properly thì sao? Proper tức là làm một cái hành động gì đó mà nó hoàn chỉnh Nó đầy đủ Đấy và đây ý của nó có nghĩa là cảm giác rằng là tốt hơn hết là đã nói rồi thì nói cho nó chót Đúng không? Là à họ đánh cháu Lúc nào cũng đánh cháu bằng cái dùi cui Excellent On uh, set on March. Bà gì, bà ấy nói rằng tuyệt vời. <laughs> bà ấy nói excellent, tuyệt vời đúng không? I won't have this nambly Nambly plambly. Cái từ này là một từ ghép thôi, một cái từ vớ vẩn thôi. Uh, bà ấy đang gọi là nói, uh, chắc là đây là một cái ngôn ngữ nóng, là một cái ngôn ngữ lóng, một cái tiếng lóng của bà. Ấy. I won't have this nambly plain, không không? Tí nữa mình check lại cái từ này nhá. I won't have this wishy-washy nonsense about not hitting people who deserve it. Không, ý của nó này. Tao sẽ không chịu được cái sự phi lý vớ vẩn này về cái việc là không có đánh những kẻ mà xứng đáng với đòn roi. Nhá, không có đánh những cái kẻ. Nó gọi là cái gì nhỉ? Tao không bao giờ chịu được cái việc đó là thương... Đó là kiểu như là không có... Hơi khó dịch ở đây ấy. Ta không chấp nhận được cái việc là không đánh những cái kẻ đáng bị đánh đòn. Được chưa? Đấy. đấy. <laughs> Tao không chấp nhận được cái việc không đánh những kẻ đáng bị đánh đòn. Đấy, chúng ta nên hiểu những cái việc như thế. Nào bởi vì này wishy washy á nonsense. Nonsense là cái nonsense là cái sự vô lý, là cái điều vớ vẩn và wishy washy đúng không? Wish thì đó là mong muốn, là ước muốn. Wash thì đó là một cái thứ gì mà nó gọi là được giặt tẩy Vậy thì từ từ mình xem cái từ này nó là cái gì nha Wishy washy Thiếu quyết đoán Từ này hay đúng không? Từ này có nghĩa là một thứ gì đó mà nó gọi là Nó 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 không dứt khoát nha Nó không dứt khoát trong cái việc nó gọi là đánh đòn Rồi vậy thì nem Nem bi pem bi. Dã man toàn là những từ nha Nem bi, pem bi đó là yếu ớt ẻo lả đây, nhưng mà chúng ta nên hiểu này. Những cái từ này những cái từ này thì 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 nó ít khi sử dụng trong cái ngôn ngữ thông thường lắm. Thực sự là như thế, ít khi nó sử dụng lắm nhá. Thì chúng ta khi mà đọc, mình gặp những cái từ này thì mình chỉ lướt qua thôi. Đấy, mình biết ý nghĩa của nó là xong rồi, không cần phải quá lưu tâm đến nó đâu. Đấy, nemby Pembi đúng không? Là một cái từ mà gần như nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong ngôn ngữ thông thường. Và wishy-washy thì chắc là nó sẽ phổ thông hơn một chút nhưng mà cũng ít người dùng lắm wishy washy ừ. rồi ta không chấp nhận được cái thứ cái thứ yếu ớt ẻo lả thiếu quyết đoán về cái việc là không đánh những kẻ mà nó xứng đáng với đòn roi deserve là xứng đáng ừ. a, a, good thrashing is what cái gì tải file này ở trên google em ạ a good uh, a good thrashing is what is <laughs> a good này thrashing is what's needed In 99 cases out of 100 Một cái sự, nó gọi là thrash Thrash là sao? Thrash là Thrash, thrash. Là cái hành động mà mình dơ lên phía Mình dơ cái đòn, mình dơ cái roi Lên phía cao, xong rồi mình vụt xuống Thì đấy nó gọi là thrash Nha, thrash Nó có những cái ý nghĩa như thế này Ví dụ mình vứt một cái món đồ đi, không thương tiếc Thì đấy nó gọi là thrash Thứ hai, đó là mình đánh một thứ gì đó, đúng không? Mình gia tăng, mình tạo ra cái sát thương không có tiếc tay. Thì đấy nó gọi là trash. Rồi, một cái trận đòn roi tốt, tức là một cái trận đòn roi dã man, đúng không? Is what's needed. Nó là cái thứ, nó là cái điều cần thiết này. Trong 99 trường hợp, trên 100 trường hợp. Đấy, 99% đúng không? Là phải đánh, là phải quất, đúng không? Là phải đánh, phải quất. Chứ không có tha được. <laughs> 99 cases out of 100. Have you been beaten often? Mày có bị đánh thường xuyên không? Oh yeah. <laughs> Harry Harry bây giờ Harry bây giờ đang diễn đúng không? Đang diễn đang nói dối. Oh yeah. Cháu bị đánh loads of times. Bị đánh nhiều lắm cô ạ. Đấy, ý của nó là vậy. <laughs> loads of times nhá, yeah, times đó là lần bị đánh rất là nhiều lần và load là bằng với từ a lot of. Yeah, a lot of. Nào loads of loads of nó bằng lots of và nó bằng a lot of nhưng mà nó còn lại còn có cái từ oh yeah phía trước nó mới gọi là <laughs> nó mới gọi là đều đúng không oh yeah <laughs> bị đánh nhiều lắm đấy nó có cái từ oh yeah phía trước này sướng đang sướng on march narrow her eyes cái bà gì ấy bà ấy nheo mắt lại I don't like your tone, boy. Ta không thích cái tông giọng của mày cho lắm là... <laughs> Tao không thích cái tông giọng của mày cho lắm boy đúng không? Thằng kia ta không thích cái tông giọng của mày. Cái từ narrow nhá, nó là hẹp mắt, nheo mắt lại. Đúng không? Và tiếp theo, tao không tao vẫn không thích cái tông giọng của mày. She said, if you can speak of your uh, if you can speak of your beatings in that casual way, they clearly aren't hitting you hard enough. Nếu mà mày ấy, vẫn có thể nói về cái việc những cái trận đòn roi của mày theo một cái cách nó rừng rừng như vậy thì rõ ràng là họ chưa có đánh mày đủ mạnh họ chưa có đánh đánh đòn mày đủ đau đúng không chưa có đánh đủ <laughs> nó chưa có đánh đủ đây này cái từ bidding nó có nghĩa là những trận đòn roi speak of something nói về nó đúng không casual là một thứ gì đó mà nó hiển nhiên nó rừng rưng nó thoải mái rồi thì rõ ràng là là những cái người quản giáo ở trường chưa có đánh đủ Petunia, I ride if I were you Này, Petunia em sẽ viết thư cho trường nếu như em là chị. Tức là viết thư là <laughs> viết thư là đánh thêm đi đúng không? Make it clear that you approve the use of extreme force in this boy's case. Make it clear tức là làm rõ ràng, phải gọi là chắc chắn đúng không? Rõ ràng rằng là à chúng ta chị đồng ý với lại cái việc sử dụng đòn roi rất là khắc nghiệt trong cái trường hợp của thằng bé này. Đó. Uh, ý của nó này make it clear đúng không nếu mà em là chị ấy nếu mà em là chị thì em sẽ viết thư cho trường để mà làm rõ rằng là em đồng ý với cái việc đó là sử dụng những đòn roi khắc nghiệt đúng không đối với lại trường hợp của thằng bé này approve 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 nhá đó là chúng ta đồng tình đúng không chúng ta đồng tình một thứ gì đó và use nó không phải là động từ sử dụng mà đây có nghĩa là cái cái việc sử dụng Đấy, cái việc sử dụng bởi vì nó đang là danh từ mà Extreme là khắc nghiệt Là một thứ gì đó mà nó vô cùng là cực độ Force là cái lực Đó vậy thì đây có nghĩa là vũ lực nha vũ lực <laughs> Trong cái trường hợp của thằng bé này Ok, perhaps Uncle Vernon was worried that Harry might forget their bargain In any case, he changed the subject abruptly Có lẽ là ông Dượng Vernon, ông lo lắng Ông lo lắng rằng Harry có thể là sẽ quên về cái điều quên về cái thỏa thuận giữa ông Dượng với lại Harry, đấy cái bargain ở đây này, cái bargain thì nó có hai nghĩa, một có nghĩa là một cái thỏa thuận, hai đó là một cái thứ gì mà chúng ta mua được nhưng mà mua giá rẻ, thì nó gọi là bargain, đó, có hai nghĩa nhá, một là mình mua rẻ được một cái thứ gì đó, hai đó là cái thỏa thuận, cái điều của mình với lại người ta, đấy, cái hợp đồng đúng không? Có thể là sẽ forget the bargain, in any case, có nghĩa là để. Uh, nó gọi là để 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 phòng tránh đấy, để dự uh, phòng uh, để mà tránh cho cái việc đấy xảy ra thì he changed the subject ông ta thay đổi cái chủ đề của cái buổi nói chuyện abruptly có nghĩa là kiểu đột nhiên đột nhiên thay đổi cái chủ đề heard the news this morning march em có nghe về cái tin tức vào buổi sáng nay không march what about that escaped prisoner đấy. Um, cái điều gì đúng không uh, ý của nó có nghĩa là à cái chuyện về cái kẻ tù nhân mà đã trốn thoát khỏi tù đấy là cái gì vậy? Đúng không? Đấy, ý của nó có nghĩa là à đã nghe tin tức về cái tù nhân trốn chạy vào sáng nay chưa? Abrupt nhá, đúng rồi, nó có nghĩa là đột nhiên một thứ gì nó xảy ra bất thình lình. Escape là trốn thoát và đây có nghĩa là prisoner. Alright. Có lẽ mình dừng đây thôi nhỉ. Đó, dừng ở đây thôi. Vượt ngục đúng rồi. Bargain À tự nhiên không không hiểu sao nhá, đầu mình nó hay nảy số ấy thì mình uh, thấy từ bargain này tự nhiên mình nghĩ đến một cái văn cảnh đó là has uh, the full uh, package. Đấy. Bởi vì package là cái gói đồ và nếu gọi là full package đó là toàn bộ những cái thứ gì mà nó đi kèm cái gói đó. Và nếu nhá, nó miêu tả một ai đó này mà has the full package. Đặc biệt là miêu tả vợ hay là người yêu á thì ý của nó có nghĩa là đấy là một người nó vô cùng là hoàn hảo dành cho mình. Đó, he's a 10 Đúng không? He's a 10 Anh ấy là 10 điểm Đó, no, he's a 10 Ok Thì đấy, has the full package nhá yeah? Không Ý của ông ấy là sợ rằng là Harry quên mất cái thỏa thuận giữa ông ấy với lại Harry trước Tức là Harry không được nói bất cứ những thứ gì nó liên quan đến phép thuật phải đóng giả, phải giả vờ rằng là Harry học ở cái trường, cái trại, cái trại huấn luyện trẻ hư nhá giả vờ rằng là Harry học ở cái trại huấn luyện trẻ hư thế cho nên là 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 đấy sợ rằng là Harry quên mất cái điều đó thế cho nên mới thay đổi thôi ok nốt nốt đấy là dùng phần mềm em ơi đó dùng phần mềm uh, kết hợp đây nha mình có 3 phần phần mềm dùng cùng một lúc này đầu tiên đó là cái cái PDF bật lên đó tức là cái file nó bật lên đúng không thứ hai đó là mình dùng zoom mình dùng zoom để mà take note cái thứ ba đó là mình dùng cái thứ này để mà có thể record thì đây chúng ta có thể nhìn thấy là ba phần mềm cùng một lúc ok xem lại xem lại thì lên youtube nha youtube nó có tên là như sau IELTS uh, nghĩa phan đó youtube rồi các bạn nếu mà ai có nhu cầu học IELTS thì có thể tham khảo những cái link ở bio của mình nhé. Mình là một giáo viên dạy IELTS và Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Uh, good night mọi người. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai chúng ta gặp nhau tiếp.